tiến vào biển sâu, yêu vương phun ra một cái khí thô, trầm giọng nói, dã thú có thể thôn thực thiên địa tinh hoa, tiến hóa thành cường đại yêu thú, tiếp theo hóa hình. Thiên địa bên trong có đặc thù thảo mộc tinh linh cũng tương tự có thể tu luyện, những này có thể tu luyện thảo mộc tinh linh, thống nhất xương hô mỹ linh. Biển sâu tự nhiên hung hiểm, chủ nhân nói thế giới này rất lớn, tồn tại cường đại nhiều vô số kể, đừng nói ta chút thực lực ấy, coi như hắn đỉnh phong thời kỳ thực lực, nếu là dám xông loạn, cũng rất có thể vẫn lạc. Là... Ây, Khó trách yêu hậu muốn rời khỏi thiên tinh đại lục cũng không dám mang theo tiểu hồ ly, tình cảm là sợ tao ngộ nguy hiểm bảo hộ không được tiểu phỉ A. À. Giang giật thổn thức thở dài một tiếng, lập tức rất nhanh tình ngộ lại, giờ phút này cũng không phải lúc cảm khái, hắn cùng yêu vương tùy thời đều có thể sẽ chết, giờ phút này hẳn là nghĩ biện pháp phá giải nguy cơ. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, lại phát hiện không có bất kỳ biện pháp nào, nếu có hỏa linh thạch, có lẽ phải có một chút hy vọng sống hỏa linh thạch ách, cái này ma tinh đằng ta làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết đúng rồi. Tử vong chi hải, đáy biển nữ thi, kia cổ quan phía dưới không phải cũng có một loại thần bí hắc đằng sao ta bị hắc đằng trói buộc, không phải cũng là không thể thuấn di, nguyên lực nhiễu loạn sao kia dây leo còn cứng rắn đáng sợ, bất quá cái này ma tinh đằng sau kia hắc đằng thô to nhiều, khí tức cũng càng dọa người. Giang giật đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn đi tinh vẫn đảo lúc sông lầm tử vong chi hải, tựu tao ngộ qua loại này hắc đằng, cuối cùng vẫn là tiểu nô sau khi biến thân phá vỡ ma đằng, giải cứu hắn cùng hách lão. Tiểu nô, nếu là tiểu nô tới, có thể hay không chặt đứt cái này ma tinh đằng. Giang giật trong đầu dâng lên một tia hy vọng, sau đó lập tức lắc đầu nói, không thể tới. Tiểu nô không thể tới, tiểu nô tuyệt đối đừng đến A. Cái này ma tinh đằng cũng không so kia hắc đằng, khí tức cường đại gấp 10, uy lực khẳng định cũng cường đại gấp 10, tiểu nô tới chỉ có thể chịu chết suy suy ma tinh đằng tiếp tục hướng phía dưới phi tốc lùi về giờ phút này đã đến dưới biển vạn trược ai cũng không biết cái này ma tinh đằng muốn đem hắn cùng yêu vương mang đến phương nào có lẽ cái này ma tinh đằng liền đến đến minh giới muốn đem giang giật cùng yêu vương trực tiếp kéo đi âm tàu địa phủ hắc đằng có thể trói buộc nhai tí thú hắc đằng tinh vẫn đảo thông thiên các bên trong thủy u lan sau so tất cả mọi người lấy được trước tin tức thủy thiên nhu mặc dù thống hận giang giật nhưng thủy nguyệt quan bọn hộ vệ đều biết thủy u lan đến cỡ nào coi trọng hắn sở dĩ trước tiên thông qua đặc thù đưa tin mật trận đem tin tức truyền về tinh vẫn đảo. Độc cô nhạn triệu tập mọi người liên thủ công kích huyền phong. Thủy U Lan cẩn thận tra duyệt truyền về tin tức, đôi mắt đẹp nhất truyền, rất nhanh cười lạnh, cái này huyền phong sợ là võ điện bên trong người cố ý thiết lập ván cục để giang giật chui vào A độc cô lão quỷ còn chưa có trở lại. Võ điện kia hai cái lão ra hỏa làm sao bỏ mặc độc cô nhạn làm loạn mà lại kế hoạch còn như thế chu đáo, cư lừa gạt người trong thiên hạ. Ma tinh đăng, lúc này phiền toái, nhìn xem tam vạn đại sơn vị kia có hay không biện pháp, nếu như không có, chỉ có thể dựa vào giang giật tự cứu. Ai, Thủy U Lan khe khẽ thở dài, thân thể đột một biến mất thông tin các bên trong, chỉ để lại một đạo nặng nề tiếng thở dài. Giang giật bị hắc đằng cuốn lấy cùng một chỗ cuốn lấy còn có nhai tí thú. Gia Cát Thanh Vân cũng rất nhanh nhận được tin tức, Linh Thú Sơn học viện lần này phái một tên phó viện trưởng đi qua, hắn nhìn thấy nhai tí thú về sau, lập tức xác định người kia là Giang Giật, trở lại Tây Ninh Thành thông qua đưa tin mật trận đưa tin cho Gia Cát Thanh Vân. Tề viện trưởng, người tại học viện tỏa Trấn, ta đi ra ngoài một chuyến. Gia Cát Thanh Vân chỉ là trầm ngâm một trận, tự truyền âm cho tề viện trưởng, trong tay linh thú phủ sáng lên, một đầu to lớn kim long gào thét mà ra. Hắn phẩy tay áo một cái, xe lăn bay vụt mà lên vững vàng rơi vào kim long phía trên, kia kim long quanh quẩn trên không trung vài vòng, phát ra một tiếng to rõ long ngâm, hóa thành một vệt kim quang về phía tây bên cạnh mà đi. Kim Long đã xảy ra chuyện gì, viện trưởng thế mà ra ngoài rồi. Kim Long yêu vương trường ngâm đem toàn bộ học viện đều kinh động, vô số học viên từ trong phòng mà ra, tập hợp một chỗ chỉ trỏ, nghị luận ẩm ý, trong con người đều là ngưng trọng. Quốc sư gặp nguy nan, huyền thiên thành, ngân hoa bà bà nhận được tin tức sau cũng không có chút gì do dự, thân thể đằng không mà lên, hướng phía tây bắc hướng lăng không bay đi, tốc độ nhanh đến dọa người, huyền thiên thành nội đồng dạng người chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Cái gì Giang Lang gặp được nguy hiểm? Hạ Vũ Thành Vương cung bên trong, Tô Như Tuyết nhận được tin tức về sau, trong tay một cái chén trà rớt xuống đất, chia năm xẻ bảy. Nàng sừng sốt một hồi, lập tức lần nữa kiểm tra một hồi tình báo, thình lình đứng dậy hướng phiêu tuyết cung đi đến. Rất nhanh một cái tiểu hồ ly mà ra, tại hai tên cường giả hộ vệ dưới ra thành bắc, tìm được hai cái yêu vương, bằng nhanh nhất tốc độ hướng tam vạn đại sơn phóng đi. Cùng một thời gian, tô như tuyết mang theo một đám cường giả, cưới linh thú phi hành theo vương cung bên trong đằng không mà lên, nhanh chóng về phía tây bên cạnh bay đi, đem phía dưới một đám văn thành võ tướng gấp đến độ ghê gớm. Nhất quốc tri quân lại còn nói đi thì đi, vẫn là như thế thanh thế hùng vĩ, sự tình một truyền ra, toàn bộ đại hạ quốc sợ là đều muốn dung chuyển. Tiểu nô, người thật sự có nắm chắc cứu ra giang lang. Linh thú phi hành là phổ thông bạch hạc, tốc độ không tính quá nhanh, bất quá cũng là tam giai linh thú bên trong coi như không tệ. Tô như tuyết toàn thân áo bào cùng tóc đều bị cuồng phong thổi đến bay phất phới lại không thèm để ý chút nào, ánh mắt nhìn chằm chằm bên người Giang Tiểu Nô ngưng âm thanh hỏi. Có, Giang Tiểu Nô trùng điệp gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phía tây, bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào, thiếu ra, chờ lấy Tiểu Nô, cho dù chết ta cũng muốn cứu ra ngươi. chương 425, dưới mặt đất quảng trường. Xuy suy, suy ma tình đằng tiếp tục hướng phía dưới lùi về, cũng không biết tiến vào dưới mặt đất bao xa khoảng cách Giang giật cảm giác rất là kiềm chế, có chút thấu không đi qua khí tới. Trên đường đi hắn bắt đầu nếm thử các loại biện pháp, tỉ như phóng thích địa hỏa, tỉ như cưỡng ép thuấn di, nhưng là cuối cùng đều thất bại, cái này ma tinh đằng quả nhiên cùng tử vong chi hải hắc đằng đồng dạng quỷ dị. Sau một lát, một người một thú bị đẩy vào một cái cự đại lòng đất quảng trường bên trong, ma tinh đằng cũng không động đậy nữa, giang giật cùng nhai tí thú bốn phía quét qua, lại đều âm thầm kinh hãi. Kia dưới mặt đất quảng trường rất lớn, dài rộng cũng không biết có bao nhiêu dặm đây không phải trọng điểm trọng điểm là quảng trường này mặt đất cùng bốn phía lại là bạch ngọc thành cung xây thành góc tường phía trên còn có từng khỏa dạ minh châu tựa như một cái cự đại lòng đất cung điện đáy biển mấy chục vạn trường lại có một cái thần bí cung điện ma tinh đằng cư trú địa phương lại là nhân loại mới có thể xây thành cung điện cung điện này tại sâu như vậy lòng đất lại là ai kiến tạo hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy quỷ dị để gian giật coi là thật đi tới minh giới hắn cùng nhai tí thú thị lực đều rất khủng bố, đừng nói có tia sáng, coi như đen kịt một màu cũng có thể nhìn ra xa vài dặm. Nhưng một người một thú bốn phía quét một vòng, phát hiện cái này cự đại mà hạ quảng trường căn bản không nhìn thấy cuối cùng, ngoại trừ ma tinh đằng bên ngoài, hai người không có dò xét đến bất kỳ đồ vật. Ma tinh đằng gốc rễ không dưới đất trong quảng trường, gốc dọc theo trong lòng đất phía dưới, chỉ lộ ra một đoạn, dài hơn 10 trường. Mà lại ma tinh đằng cũng không phải một cái, hết thảy có ba cái, dưới đất trong quảng trường nhẹ nhàng lay động, cảm giác tựa như trong nước trôi nổi rong biển. Mà Tinh đằng đem giang giật cùng nhai tí kéo xuống về sau, cũng không có bất kỳ cái gì dị động, cứ như vậy quấn lấy bọn hắn, dưới đất trong quảng trường có chút lay động, không thấy có bất kỳ dị động. Giang giật cùng nhai tí thú lướt nhau, hai mặt nhìn nhau, giang giật nội tâm còn có một nỗi nghi hoặc, vì sao hắn công kích huyền phong xào huyệt lúc. Cái này ma tinh đằng lại đột nhiên công kích hắn ma tinh đằng cùng huyền phong có một loại nào đó quan hệ, hay là chỉ là trùng hợp, hắn hướng ba cái ma tinh đằng nhìn mấy lần, rất nhanh có đáp án, hắn tại ma tinh đằng một cái trên xúc tu, người thấy một tiêm mật ong thấm người mùi thơm, xem ra cái này ma tinh đằng cùng huyền phong quả nhiên có chút quan hệ. Hắn con người nhất chuyển, nhìn thấy ma tinh đằng cũng không có lập tức giết chết hắn cùng nhai tí thú, vậy liền còn có một chút hy vọng sống. Chỉ cần có hy vọng hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, đầu óc hắn nhất chuyển rất nhanh có chú ý. Muốn tự cứu, chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất lĩnh hội thảo mộc tinh linh vô thuật, cái này ma tinh đằng mặc dù là mỹ linh, nhưng bản thể cũng là thực vật, thảo mộc tinh linh có thể khống chế thiên hạ tất cả thực vật, liền trong rừng quỷ quái thụ đều có thể khống chế, nói không chừng có thể làm cho ma tinh đằng thả bọn chúng. Biện pháp thứ hai liền là lĩnh hội phần diệt thương khung vô thuật, kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, hỏa khắc mộc, chỉ cần có thể đem phần diệt thương khung vô thuật tu luyện tới cực sâu chỗ, nói không chừng có thể luyện ra cực kỳ khủng bố hỏa diễm, cuối cùng đốt diệt ma tinh đằng, chạy thoát. Thời gian không nhiều, ai cũng không biết ma tinh đằng lúc nào sẽ đem hắn cùng nhai tí thú thôn phệ, sở dĩ giang giật rất nhanh cưỡng ép xua tan nội tâm đến tạp niệm, trực tiếp nhắm mắt nhập định, toàn lực lính hội thảo mộc tinh linh vu thuật. Suy, nhai tí thú nhìn thấy giang giật toàn thân bị cuốn lấy, tùy thời đều có thể phải chết, thế mà còn mưu toàn tại ngắn như vậy thời gian tu luyện trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Bất quá giờ phút này nó là hoàn toàn không có biện pháp, năm đó vu thần tại Đông Hải bị ma tinh đằng cuốn lấy, nó thế nhưng là nghĩ hết các loại biện pháp, cái gì công kích đều đã vận dụng, cuối cùng cũng không thể tổn thương ma tinh đằng mảy may, sở dĩ giờ phút này nó dứt khoát đều không đi lãng phí thể lực nếm thử công kích. Tu luyện tự tu luyện đi, chờ dây lát thời gian, nhai tí thú buồn bực ngán ngẩm cũng có thể là là bị giang giật tuyệt không từ bỏ tinh thần đả động, nó thế mà cũng nhắm mắt tu luyện. Tị khẩu, lỗ mũi phun ra đạo đạo bạch khí, bốn phía thiên địa nguyên lực hướng nó tụ tập, theo nó hấp khí thổ khí ở giữa, thiên địa nguyên lực bị nó nhanh chóng hấp thu, rất là kỳ diệu. Bốn phía một mảnh tĩnh giật, ba cái ma tinh đằng tại rộng lớn dưới mặt đất trong quảng trường nhẹ nhàng lay động, bốn phía góc tường dạ minh châu tản ra ánh sáng nhu hòa, giang giật cùng nhai tí thú bị một cái ma tinh đằng cuốn lấy, nhưng chúng nó lại đều an tĩnh tu luyện, chàng diện này quỷ dị tới cực điểm. Trước hết nhất đến Tây Hải không phải Thủy U Lan, mà là Ngân Hoa Bà Bà. Huyền Thiên Thành khoảng cách Tây Hải rất gần, Ngân Hoa Bà Bà không biết ngày đêm bằng nhanh nhất tốc độ thẳng tắp phi hành, chỉ là một ngày một đêm tựu đến Tây Hải bên trong, tìm được tại hải đảo phụ cận lo lắng chờ đợi vân phỉ bọn người. Bà bà, nhanh đi mau cứu giang giật, vân phỉ nhìn thấy ngân hoa bà bà tới, lập tức đỏ mắt đỏ kêu một tiếng, chiến vô song cùng tiền vạn quán cũng tinh thần đại chấn, trong khoảng thời gian này đối với mấy người tới nói quả thực là dày vò, giờ phút này tới một vị kim cương cường giả, mọi người cũng tựa như thấy được hy vọng. Hưu, ngân hoa bà bà tại trên hải đảo uổng phí xoay một vòng, không dám áp sát quá gần, nàng nhìn thoáng qua hải đảo trung tâm cái kia sâu không thấy đáy hố to, không nói bay xuống đi nghĩ cách cứu viện giang giật, thậm chí liền tới gần cũng không dám. Chi chi, phía dưới huyền phong đã bị kinh động, gào thét mà lên, ngân hoa bà bà thế mà cũng không dám động thủ, chỉ là nhanh chóng bay trở về, bằng vào khí thức cường đại đem một đám huyền phong dọa lùi. Bà bà, thế nào? Nhìn thấy ngân hoa bà bà trở về, vân phỉ bọn người lập tức nghênh đón tiếp lấy, cái trước lại lắc đầu nói, mà tinh đẳng quá kinh khủng, ta không dám xuống dưới, vẫn là chờ thủy quan chủ, yêu hậu tới rồi nói sau ma tinh đằng tiền vạn quán ba người đều là con em thế gia từ nhỏ đã có thể tiếp xúc rất nhiều bí sử được biết rất nhiều người bình thường không biết sự tình ba người nghe được danh tự này đều bị hù dọa mặc dù vân phỉ đã từng liên tưởng qua nhưng không dám khẳng định giờ phút này mặt của các nàng lại đều trở nên trắng bệch ma tinh đằng trong lịch sử xuất hiện qua ba lần nhưng mỗi một lần đều xử lý nhân loại các vị đỉnh phong trí cường giả cái này ma tinh đằng cụ thể là cái gì đến đến phương nào ai cũng không biết thậm chí đều không ai nhìn qua toàn cảnh của nó, nó lưu cho mọi người ấn tượng, liền là một cái màu đen thô to hắc đằng, khí tức dọa người, phàm là bị nó cuốn lấy cường giả không có người trở lại qua. Đương nhiên, ma tinh đằng kỳ thật xuất hiện qua bốn lần, cũng có người trốn thoát. Bất quá vô thần thích độc lai độc vãng, thế nhân thậm chí cũng không biết hắn đã từng đạt đến kim cương cảnh đỉnh phong, sở dĩ hắn tại Đông Hải tao ngộ ma tinh đằng một lần kia, cũng không có ngoại nhân biết. Trong lịch sử gần nhất một lần ghi chép, hơn 8 vạn năm trước, có một cái trí cường giả đi Bắc Hải tu luyện, lĩnh hội băng tuyết đạo văn, kết quả tao ngộ ma tinh đằng. Việc này tại lúc ấy đưa tới cực kỳ chấn động mạnh động, bởi vì cái này trí cường giả là làm lúc đại đế chất tử, vị kia đại đế vẫn là một cái thiên quân cấp cường giả. Đại đế tự mình xuất lĩnh một đám kim cương cường giả tiến đến cứu người, lúc ấy giao chiến quá trình ngoại nhân không biết, nhưng cuối cùng kia đại đế trở về, không cứu được hội cháu của hắn, mang đến hơn 10 tên kim cương cường giả thiếu đi ba cái. Ma tinh đằng lần nữa hiện thế, mang đi thiên tinh đại lục đệ nhất thiên tài, còn có một cái đỉnh phong yêu vương. Ngân hoa bà bà đã tới, Thủy U Lan, Gia Cát Thanh Vân, yêu hậu còn tại trên đường. Lần này sẽ phát sinh chuyện gì sẽ có hay không có kim cương cường giả vẫn lạc yêu hậu chiến lược kinh thiên có thể hay không cứu ra giang giật. Tiền vạn quán ba người không biết, bất quá ba người biết rõ, các nàng sẽ chứng kiến một trận có thể lưu danh sử xanh đại chiến, đương nhiên cũng có thể là chứng kiến. Các nàng một vị bạn thân vẫn lạc chương 426, đại chiến bắt đầu. Ngày thứ hai ra các thanh vân đến, không bằng hắn vẫn như cũ không dám tiến vào, cùng ngân hoa bà bà thương nghị một trận, quyết định các loại chờ thủy u lan cùng yêu hậu đều đến, đến lúc đó bốn người đồng thời xuất động, nhìn xem có thể đều đem giang giật giải cứu ra. Ngày thứ ba thủy u lan tới, nàng thậm chí đều không có đi trên hải đảo uổng phí xem xét, nói rõ dựa vào nàng một người tuyệt đối không phải cái này ma tinh đằng đối thủ. Tiền vạn quán ba người không ngừng giấy lên hy vọng, lại không ngừng thất vọng ba người chỉ có đem hy vọng đặt ở yêu hậu trên thân vấn đề là yêu hậu sẽ đến không trong đêm tại trong thuyền lớn ngồi xếp bằng thủy u lan ba người con ngươi đồng thời mở ra nhanh chóng đứng dậy đi ra phía ngoài bong tàu ánh mắt xa xa hướng đông phương nhìn lại tiền vạn quán bọn người vội vàng đi theo vọt ra đều khẩn trương nhắm hướng đông góc trời uổng phí nhìn lại trong mắt đều là cực nóng tối nay bầu trời không tốt rơi ra mưa nhỏ tí tách tí tách làm ướt mọi người sợi tóc cùng áo bào sắc trời cũng rất tối, tiền vạn quán bọn người nhưng tầm nhìn bất quá ngàn trượng. Phía đông bầu trời không có cái gì, nhưng một cỗ làm người sợ hãi khí tức theo bên kia chuyển đến, tựa hồ bên kia chiếm cứ một cái viễn cổ hung thú. Hưu, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió lên, một đạo hắc ảnh mà đến, kia dọa người khí tức to lớn hơn, ngoại trừ ba vị kim cương cường giả, tất cả mọi người cảm giác không thể hô hấp. Tới gần, tới gần, tất cả mọi người cũng có thể thấy rõ người tới, rất nhiều nam tử đôi mắt cũng phát sáng lên, đây là nam nhân đối mỹ nhân tuyệt thế bản năng phản ứng, tựa như mọi người thấy Thủy U Lan. Bất quá giờ phút này tới cái này diễm phụ, càng thêm mê người một chút, bởi vì người này mị là theo trong khung phát ra. Tham kiến yêu hậu đại nhân, ra các thanh vân ngân hoa bà bà Thủy U Lan đồng thời không người hành lễ, mặc dù tại hạ vũ thành bên ngoài, ngân hoa bà bà đã từng bị yêu hậu lực áp, nhưng bởi vì giang giật ngân hoa bà bà đã không ghi hận yêu hậu, đương nhiên. Yêu hậu chiến lược kinh thiên, nàng cũng không dám ghi hận, yêu hậu thực lực so mọi người cường đại một cái cấp bậc, mọi người hành lễ cũng là phải. Tham kiến yêu hậu đại nhân, vân phỉ chiến vô song tiền vạn quán bọn người, đều rất hiểu lễ phép, tất cả đều một gối quỷ xuống. Không chỉ là bởi vì yêu hậu cùng giang giật quan hệ, yêu hậu có thể hóa hình làm người, năng lực áp toàn bộ đại lục cường giả, bản thân cái này đã đáng giá các nàng quỳ xuống hành lễ. Đều đứng lên đi, yêu hậu mặc dù trong khung lộ ra mị, nhưng đó là nàng bản thể năm đuôi linh hồ mị thái tự nhiên, hồ ly tinh chính là như vậy truyền tới nhưng yêu hậu khí chất bên trong còn có vẻ ung dung lộng lẫy tăng thêm khí tràng cường đại sở dĩ làm người ta không dám sinh nửa điểm khinh nhờn chi tâm còn sẽ có loại quỳ bái xúc động nàng hôm nay mặc một thân màu đen váy dài nữ tử rất ít mặc quần áo màu đen bởi vì mặc không ra hương vị ngược lại sẽ nổi bật lên làn da biến thành màu đen nhưng cái này màu đen váy dài xuyên tại yêu hậu trên thân cũng rất là mê người càng lộ vẻ vũ nghị mưa càng lúc càng lớn rất kỳ quái chính là nước mưa rơi vào yêu hậu trên thân tự động hội biến mất trên người nàng không có một tia hơi nước trái lại thủy u lan mấy người cũng không sai biệt lắm nước mưa còn không có rơi vào trên người các nàng tự biến mất thấy tiền vạn quán bọn người âm thầm tặc lưỡi yêu hậu nhàn nhạt vung tay lên để mọi người miễn lễ ánh mắt nhìn về phía xa xa to lớn hải đảo thân thể như một đạo kích quang hướng phía trước vào tới thủy u lan ba người vội vàng đằng không mà lên theo sát yêu thú về sau kín đáo chuẩn bị đại chiến mọi người đứng tại bong tàu bên trên ngừng thở hoàn toàn không để ý càng lúc càng lớn nước mưa đem mọi người toàn thân xối tiền vạn quán ba người tâm càng là nâng tại cổ họng bên trên nếu lại yêu hậu không có cách nào giang giật sợ là triệt để không cứu nổi suy suy để mọi người chấn kinh vạn phần là yêu hậu bay ở trên hải đảo mới thế mà đưa tay nhẹ nhàng vung lên sau đó một đạo giải lụa màu trắng mà xuống bắn thẳng đến phía dưới tổ ong dữ dội tiền vạn quán giơ ngón tay cái lên cái này yêu hậu tới sau đều không dò xét, trực tiếp khai chiến, thiên tinh đại lục đệ nhất cường giả quả nhiên bá khí. ầm ầm tấm lụa còn không có bắn trúng huyền phong tổ ong, hải đảo đột nhiên rung động, bốn phía nước biển lại nhấc lên kinh thiên cự lãng, huyền phong chi chi réo lên không ngừng. Tiền vạn quán ba người mượn yêu hậu đánh ra tấm lụa quang mang, nhìn thấy một đầu màu đen roi dài theo hải đảo bên trong đột một bắn ra, hóa thành một đạo u ảnh mang theo không thể tan tác uy thế bỗng nhiên hướng yêu hậu quét tới soi dài bốn phía tầng không gian tầng chấn động, hóa thành đạo đạo liên y hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi, soi dài bên trong khí tức kinh khủng, để thủy u lan ba người biến sắc. Ma tinh đằng, tiền vạn quán cùng rất nhiều người đều kinh hô lên, trong nháy mắt đó mọi người cảm giác linh hồn đều một trận rung động, cái kia màu đen roi dài tựa như theo trong địa phủ mà ra câu hồn tiên, cảm giác là như vậy cường đại, không thể ngăn cản. Trong chấp nhóm này trong mắt mọi người toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ có kia cự đằng kinh thiên quét qua trái tim tất cả mọi người đều nắm chặt lên lợi hại như thế mà tinh đằng yêu hậu có thể đấu qua được sao nhưng chớ đem chính mình cũng cho bồi tiến vào hư yêu hậu hư lạnh một tiếng rũi ra một cái um tùm ngọc thủ hư không một điểm trong chốc lát toàn bộ không gian đều phát sáng lên tiền vạn quán đám người trong mắt thế giới lại thay đổi trong mắt bọn họ nhìn thấy một cái dễ hành tay không chỉ chậm rãi hướng kia cự đằng điểm tới ngón tay rất nhỏ nhưng khí thế bên trên lại không thua tại kia so với nó lớn vạn lần cự đằng uống ngân hoa bà bà quát khẽ một tiếng trong tay quyền trượng đột nhiên vung lên quyền trượng phân ra một cái bóng mờ lớn lên theo gió trong nháy mắt biến thành một cái dài mấy chục trượng cự trượng, đột nhiên đối ma tinh đằng nện xuống khá lắm ăn lão phu một quyền ra các thanh vân một tay tại trên xe lăn vỗ thân thể mà lên nắm tay phải sáng lên một đạo trướng mắt quang mang ngang nhiên hướng phía trước ném ra một quyền một đạo kim sắc quyền ảnh theo hắn trên nắm tay bắn ra quyền kia ảnh không giống như là nguyên lực công kích cảm giác tựa như ra các thanh vân nắm đấm của mình, bất qua phóng đại gấp 10, khí thế cũng dị thường cuồng bạo, bay đi lúc còn vang lên xuyên tim liệt thạch thanh âm, sợ là một ngọn núi lớn tại một quyền này hạ đều muốn hóa thành bột mịn. Ra các thanh vân không có thả ra kim long linh thú, hắn vô cùng rõ ràng, cái này kim long yêu vương ra không nói hỗ trợ, đoán chừng ngược lại sẽ dùng vướng víu, đỉnh phong yêu vương đều có thể nhẹ nhõm được phụ trợ, kim long chiến lược kém xa. Chá, Thủy U Lan cũng xuất thủ, nàng một bộ váy dài phiêu động, Hai tay kết ấn, phía dưới sóng biển kịch liệt quay cuồng lên, tại nàng một tay hướng phía trước chỉ một cái về sau, phía dưới nước biển đột nhiên nhấc lên vạn trượng cự lãng, kia cự lãng rất nhanh ngưng tụ thành một đầu dài mấy trăm trượng thủy long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng Ma tinh đằng phóng đi. Tứ đại trí cường giả liên thủ công kích Ma tinh đằng. Rầm rầm rầm, vào thời khắc này, bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo kinh lôi, kia như mạng nhện hình dáng tuyết trắng thiểm điện, đem bầu trời xé rách phá thành mảnh nhỏ vừa vặn đem trên hải đảo uổng phí chiếu lên sáng như tuyết. Một khắc này trên hải đảo không một màn hình tượng, cũng thật sâu ấn khắc tại tiền vạn quán cùng ba nhà thần du võ giả trong đầu, sợ là cái này đều khó có thể ma diệt. Suy suy, sau đó hình tượng, càng làm cho mọi người cả đời khó quên, kia ma tinh đằng cùng yêu hậu chỉ một cái chạm vào nhau, đưa tới một đạo che lại kinh lôi tiếng nổ, kia phụ cận không gian đều bị xé nứt, đạo đạo kinh khủng không gian sóng chấn động phóng xạ mà đi. Ma tinh đằng khẽ run lên, tiếp tục hướng phía trước quét tới, yêu hậu thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lách mình tránh ra, tiếp theo phía sau Thủy U Lan ba người công kích cũng đập chúng ma tinh đằng, nhưng là kết quả đem tất cả mọi người chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. chương 427, không gian đạo văn, ngân hoa bà bà công kích trước hết nhất nện ở ma tinh đằng phía trên, kết quả ma tinh đằng chỉ là khẽ run lên không có nửa điểm phản ứng, cái này kinh thiên một trượng cảm giác tựa như mềm nhũn roi ra, không có nửa điểm lực lượng. Oanh! ra các Thanh Vân công kích đến, kia mang theo mà kim liệt thạch tiếng vang, vô kiên bất tồi quyền ảnh nện ở ma tinh đằng phía trên, để ma tinh đằng lại là run lên, lần này rung động biên độ lớn một chút, nhưng chỉ này mà thôi, ma tinh đằng thậm chí mặt ngoài ra đều không có trả phá. Xuy suy thủy u lan đầu kia to lớn thủy long mạnh mẽ đâm tới, mang theo vạn quân chi lực tới, bỗng nhiên đập vào ma tinh đằng phía trên. Lần này ma tinh đằng rung động biên độ trước nay chưa từng có đại, đập ầm ầm tại trên hải đảo, toàn bộ hải đảo run lên, kia thủy long cũng hóa thành nước biển mưa như chút nước mà xuống. Suy suy, nhưng mà, cái này mà tinh đằng căn bản không có việc gì, theo trên hải đảo mà lên, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, dùng tốc độ nhanh hơn hướng ra cắt thanh vân đập tới. Ra cắt người bại liệt mau trốn, yêu hậu biến sắc quát khẽ một tiếng, đồng thời lần nữa hư không một điểm, ngón tay của nó phát sáng lên, trong chốc lát toàn bộ không gian đều bị giam cầm, phía dưới những cái kia bốn phía chạy trốn huyền phong đều đứng tại giữa không chung, khẽ động cũng không thể động thiên địa đạo văn, không gian đạo văn, bong tàu bên trên tiền tiết bọn người đôi mắt sáng lên, giống như có thể giam cầm cái này ma tinh đằng như vậy tất cả đều dễ dàng rồi, đáng tiếc hắn còn chưa nói xong, toàn bộ không gian run lên, kia ma tinh đằng tiếp tục mang theo không thể bế nghĩa khi thế hướng ra các thanh vân đập tới. Ra các thanh vân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn thân thể cấp tốc hướng về sau mặt thối lui, hắn rút đi lộ tuyến còn không phải thẳng tắp, mà là cong vẹo, ý đồ tránh né cái này ma tinh đằng công kích nhưng hắn phát hiện một cái rất khủng bố sự tình, vô luận hắn làm sao tránh, cái này ma tinh đằng tựa hồ cũng có thể đập chúng. Lão thiên, cái này ma tinh đằng chẳng lẽ cũng sẽ không gian đạo văn. Ngân hoa bà bà kinh hô một tiếng, nàng cũng cảm thấy, ma tinh đằng mặc dù thoạt nhìn là thẳng tắp đập tới, nhưng luôn có thể khóa chặt ra các thanh vân, loại cảm giác này để nàng cảm giác rất khó chịu, có loại muốn thổ huyết xúc động, nàng bị hù dọa cũng không dám công kích, hoảng sợ hướng về sau mặt thối lui. Chá, Thủy U lan rời đi ra các thanh vân không xa, nàng không có thối lui, ngược lại lần nữa cuốn lên một đầu kinh thiên thủy long, đột nhiên hướng ma tinh đằng gào thét mà đi. Nàng chân ngọc trên hư không một điểm, cũng nhanh chóng thối lui, cái này ma tinh đằng quá kinh khủng, bị cận thân nàng cũng không có cách nào tự vệ. ầm, um, thủy long đụng vào ma tinh đằng bên trên, lần này chỉ là để nó run lên, ma tinh đằng tiếp tục gào thét mà đến, hung hăng nện ở ra các thanh vân trên thân. Uống, ra các thanh vân tại tối hậu quan đầu thả ra nhất cường đại một lần công kích, cả người hắn đều nổi lên kim quang, tay phải càng là hoàn toàn biến thành kim sắc, tựa như một cái dùng đúc bằng vàng dòng thiết quyền, hắn lui không thể lui, chỉ có đem hết toàn lực ném ra một quyền. Oanh, không gian chấn động, một mảnh kim quang sáng lên, đâm vào tiền vạn quán bọn người mở mắt không ra. Mà tình đằng lần nữa run lên, ra các thanh vân lại cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể như như đạn pháo bắn ngược mà quay về, cuối cùng nhập vào nước biển phía dưới, nhấc lên một mảnh cự lãng. Viện trưởng, chiến vô song kinh hô một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao bắn vào trong nước, chiến ra mấy tên thần du cường giả vội vàng đi theo nhảy vào trong biển, tiền vạn quán cùng vân phỉ liếc nhau, từ đối phương trong mắt đều thấy được tuyệt vọng. Cường đại như hắn, có thể nhẹ nhõm đem lâm lão thái giám đánh cho trọng thương, đại lục một trong mười đại cường giả ra các thanh vân, lại bị ma tinh đằng một kích trọng thương. Ngân hoa bà bà thực lực so ra cắt thanh vân kém xa, nàng hoàn toàn không cần trông cậy vào, thủy u lan so ra cắt thanh vân mạnh hơn một chút nhưng nàng công kích cũng không thể để ma tinh đằng thụ thương yêu hậu cường đại không gian đạo văn chỉ có thể đem ma tinh đằng giam cầm một nháy mắt trên trời dưới đất ai có thể đả thương ma tinh đằng ai có thể cứu ra giang giật uống yêu hậu cùng thủy u lan rõ ràng không phục hai người tiếp tục công kích cấp tốc trên không trung bay múa huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh nhanh đến mức để tiền tiết đều thấy không rõ kia ma tinh đằng cũng hóa thành đạo đạo tàn ảnh không ngừng công kích hai người bầu trời không ngừng bị xé nứt xuất ra đạo đạo khe hở không ngừng khép lại phía dưới Huyền Phong đã sớm trốn không còn hình bóng kia to lớn tổ ong bị chấn động đến nhão nhuệt, vàng óng mật ong giải đầy một chỗ thấm người mùi thơm tràn ngập khắp nơi phía dưới đại thụ từng mảnh từng mảnh bị tạc thành bột mịn xinh đẹp hải đảo khắp nơi đều là hố sâu rất nhiều nơi cũng nứt ra nước biển quán chú vào đây nhìn một cái cảnh hoàng tàn khắp nơi Phương Viên chăm dặm hải yêu sớm hoảng sợ chạy trốn hoảng sợ không chịu nổi một ngày Ra các thanh vân được cứu trở về hắn bị nện đến ngất đi tay phải xương cốt toàn bộ vỡ vụn, thân thể suy yếu đến cực hạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Cũng may ngân hoa bà bà không dám đi khai chiến lui trở về, nàng mặc dù cùng gia cát thanh vân có ân oán giờ phút này cũng không tốt thấy chết không cứu, có nàng tại gia cát thanh vân ngược lại là không chết được. rầm rầm rầm, toàn bộ hải đảo đột nhiên rung động, cuối cùng chậm rãi hướng phía dưới lặn xuống. hai đại trí cường giả cùng một cái đại lục tối cường mỹ linh ma tinh đằng khai chiến, lại đem một cái cự đại hải đảo sống sờ sờ cho đánh chìm nửa canh giờ đại chiến càng diễn càng liệt một canh giờ đại chiến vẫn còn tiếp tục sau hai canh giờ thủy u lan trên không trung tàn ảnh đột nhiên biến mất tiếp lấy đồng dạng hóa thành một cái đạn pháo bị trùng điệp nhập vào trong biển bất quá nàng bị thương thế hiển nhiên không có ra các thanh vân nặng như vậy không đợi ngân hoa bà bà xuất thủ cứu giúp nàng thân thể theo trong biển mà ra khóe miệng tiên huyết chậm rãi chảy xuôi mà xuống trong mắt đẹp lại không có ngày xưa quang trạch nàng không nói một lời bay trở về thuyền lớn, tiến vào một cái phòng trầm mặc bế quan chữa thương. Bên kia chỉ còn lại yêu hậu cùng ma tinh đằng tại độc đấu, yêu hậu thực lực rất không tệ, tăng thêm cảm ngộ không gian đạo văn, sở dĩ rất nhiều lần ma tinh đằng nghĩ cuốn lấy nàng, cuối cùng đều bị né tránh. Ma tinh đằng cũng rốt cuộc thụ thương, rất nhiều lần đều có từng cái lỗ nhỏ, không cần phải nói đều là bị yêu hậu đánh xuyên. ra Cát Thanh Vân cùng Ngân Hoa bà bà công kích căn bản không phá được phòng ngự của nó, chỉ có Thủy U Lan miễn cưỡng có thể phá vỡ giờ phút này những cái kia lỗ nhỏ bên trên cũng không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen, không biết là máu của nó vẫn là dịch thể. Đại chiến tiếp tục tiến hành, yêu hầu tựa hồ cùng cái này ma tinh đằng đòn khiêng lên, không đấu ra một cái thắng bại quyết không bỏ qua. Ma tinh đằng tựa hồ cũng không có quá cao linh trí, cứ việc trên người không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen, nhưng như cũng như điên công kích yêu hậu, gần như đều không có một khắc dừng lại. Mưa còn tại dưới, phân phỉ tại trong đêm mưa đứng hơn phân nửa ban đêm, cứ việc toàn thân đều cóng đến run lẩy bẩy, nhưng không có đi về nghỉ dự định, nàng khẩn trương đưa ánh mắt về phía ngân hoa bà bà hỏi cái này cũng đánh xuống, yêu hậu có hay không có cơ hội thắng. Hẳn là có, ngân hoa bà bà cấp ra một cái lập lờ nước đôi đáp án, để mọi người tinh thần đại chấn, ma tinh đằng một lần đều không có đánh chúng yêu hậu, yêu hậu lại có thể không ngừng để ma tinh đằng thụ thương, này lên kia xuống, tiếp tục đấu nói không chừng yêu hậu thật có thể thắng. Đáng tiếc, cái này hy vọng vừa mới dâng lên, mọi người lại lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng tư vị bành nước biển đột nhiên nhắc lên ngàn cơn sóng to lớn sóng biển bên trong lại một cây ma tinh đằng mà ra theo một phương hướng khác hướng yêu hậu công kích mà đi yêu hậu một mực rất là ung dung sắc mặt rốt cuộc thay đổi hư không một điểm để không gian giam cầm về sau lập tức lui nhanh mà đi kịch chiến hơn nửa đêm nàng cũng mệt mỏi đến quá sức một cái ma tinh đằng còn có thể miễn cưỡng ứng phó hai cái ma tinh đằng nàng dám tiếp tục mở chiến hẳn phải chết không nghi ngờ Chương 428, chết theo. Yêu Hậu bay vụt mà quay về, phi hành mấy vạn trượng xa về sau, Ma Tinh đằng không còn truy kích, mà là lặng lẽ ẩn vào dưới biển. Mặt biển rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cái kia lớn như vậy hòn đảo biến mất không thấy, chỉ có một cái góc có một cái cửa đại đá ngầm lộ ra mặt nước, nhưng phía trên đều là đại chiến sau vết tích, nhìn dị thường xấu xí. Hưu, Yêu Hậu thân thể bay vụt tiến vào thuyền lớn, cũng không nói một lời tìm kiếm một cái phòng bế quan nghỉ ngơi hiển nhiên vừa rồi một trận đại chiến hao phí nàng rất nhiều tinh lực để nàng rất là mỏi mệt đều đi về nghỉ ngơi đi ngân hoa bà bà vung tay lên mọi người thất hồn lạc phách đi trở về buồng nhỏ trên tàu ngoại trừ vân phỉ vào phòng thay quần áo bên ngoài những người còn lại đều dùng nguyên lực đem áo bảo bên trên thủy dịch bốc hơi ngồi trên mặt đất trên mặt một mảnh yên lặng trong con người ảm đạm vô quang tiền vạn quán cùng chiến vô song càng là trực tiếp ngồi liệt tại góc tường hai mắt thất thần cũng không biết suy nghĩ cái gì một đêm không ngủ mấy ngày nay cũng căn bản không hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng mọi người hoàn toàn không có buồn ngủ. Thiên dần dần sáng lên, mưa vẫn còn tại hạ, tí tách tí tách đánh vào bong tàu bên trên, để bên trong bầu không khí càng thêm kiềm chế cùng ngưng trọng. Chiêm chiếp, phía đông bầu trời truyền đến từng tiếng phi cầm tiếng kêu to, chiến vô song cùng tiền vạn quán trong mắt xuất hiện một chút thần thái, bò lên xuyên thấu qua ngoài cửa sổ hướng đông phương nhìn lại, xem xét phía dưới sắc mặt hai người càng khó coi hơn, tiền vạn quán khóe miệng co quắp động, có loại muốn khóc dấu hiệu. Cứ việc phi thường không muốn đối mặt, hai người vẫn là kéo lấy nặng nề hai chân đi ra buồng nhỏ trên tàu, chờ bầu trời đám kia bạch hạc bên trên rất nhiều người nhảy vọt mà xuống lúc, tiền vạn quán nhìn thoáng qua mang theo áo choàng, đôi mắt đẹp bên trên đều là tơ máu, mặt mũi tràn đầy khẩn trương tô như tuyết, không đành lòng đem đầu tạm biệt lái đi. Giang lang ở đâu, tô như tuyết cố giả bộ chấn định, nhưng thanh âm vẫn còn có chút phát run, có lẽ là không biết ngày đêm đi đường quá mức vất vả, thân thể quá mỏi mệt, nàng nhìn thấy chiến vô song trong mắt quang mang tối sầm lại về sau, cả người đều mềm nhũn nếu không phải bên cạnh một cái lão ma ma vịt, đoán chừng muốn ngồi ngay đó. Giang giật còn tại bên kia dưới biển, bị ma tinh đằng đã kéo xuống đáy biển, sinh tử chưa biết. Yêu hậu đại nhân, thủy quan chủ, viện trưởng ngân hoa bà bà cùng ma tinh đằng kịch đấu một đêm, lại, lại. Chiến vô song cắn răng thấp giọng nói, tôi như tuyết thân thể mềm mại run lên, chớp mắt, thân thể lần nữa mềm nhũn xuống dưới, lại trực tiếp đã hôn mê. Vương thượng, một đám đại hạ quốc phó giả lập tức vây quanh, lão ma ma vội vàng ôm Tô Như Tuyết hướng bên trong đi đến, tìm kiếm một cái phòng để nàng nghỉ ngơi. Giang tiểu nô sắc mặt một mực rất bình tĩnh, nàng đợi lão ma ma mang theo Tô Như Tuyết trở ra, lập tức hướng một tên đại hạ quốc cường giả gật đầu nói, "Chúng ta đi qua nhìn một chút." "Tốt." Giang tiểu nô thân phận siêu nhiên, trên đường Tô Như Tuyết cũng đã sớm bàn giao người này hết thảy nghe theo Giang tiểu nô mệnh lệnh lập tức hắn mang theo giang tiểu nô bay vụt lên một cái giữa không trung bạch hạc phía trên liền muốn hướng ma tinh đằng xuất hiện hải vực bay đi tiểu nô muội muội trở về chiến vô song phản ứng lại vội vàng quát lớn ngân hoa bà bà cũng không dám tới gần các nàng đi qua làm gì đây không phải muốn chết sao chỉ là đại hạ quốc thần du cường giả đã khống chế bạch hạc về phía tây bên cạnh bay đi chiến vô song coi như muốn đuổi theo cũng không có cách nào hắn có chút cuống lên vội vàng vọt vào tìm tới vân phỉ cùng nhau tiến vào ngân hoa bà bà gian phòng khẩn cầu nàng xuất thủ đem giang tiểu nô mang về hồ nháo ngân hoa bà bà cũng nổi giận nàng đã sớm biết tô như tuyết đám người đến bất quá lười nhắc ra giang tiểu nô cùng kia thần du cường giả hướng bên kia hải vực phóng đi nàng cũng đã nhận ra vốn không muốn xen vào việc của người khác nhưng giờ phút này vân phỉ muốn nhờ nàng cũng không tốt phật mặt mũi của nàng chỉ có thể chửi nhỏ một tiếng đi ra buồng nhỏ trên tàu hướng bên kia bay đi bạch hạc tốc độ không tính nhanh nhưng ma tinh đằng xuất hiện địa phương rời đi nơi này chỉ có mấy vạn trượng khoảng cách, 10 cái chớp mắt đã đến, ngân hoa bà bà tốc độ càng nhanh, hóa thành một đạo lưu quang mắt thấy là phải đuổi kịp Giang Tiểu Nô. Nào biết, vào thời khắc này, Giang Tiểu Nô ánh mắt tại kia trên đá ngầm quét qua, nhìn thấy phía trên đều là đại chiến vết tích, xác định đêm qua ngay tại cái này đại chiến về sau, nàng thân thể thế mà nhẹ nhàng nhảy lên, cứ như vậy hướng dưới biển nhảy xuống. Tiểu nha đầu, người đây là muốn chết, ngân hoa bà bà đôi mắt co rụt lại, hét lớn, nhưng Giang Tiểu Nô rớt xuống địa phương chính là hải đảo chỗ, giờ phút này đã cách mặt biển chỉ có mấy trượng, nàng có chút trần chờ. Vạn nhất ngang nhiên xông qua, kia ma tinh đằng đột nhiên mà ra, nàng chút thực lực ấy thế nhưng là hẳn phải chết a. Tiểu Nô, tiền vạn quán bọn người trơ mắt nhìn Giang Tiểu Nô nhảy đi xuống, ba người sắc mặt dây lát biến, há mồm kiệt tê nội tình bên trong giống to. Bên trong chính nghỉ ngơi điều dưỡng Thủy U Lan cùng yêu hậu cũng bị kinh động đến, thân thể hai người lóe lên vọt ra, lại nhìn thấy một đầu to lớn hắc đằng vọt ra khỏi mặt nước bắn thẳng đến giang tiểu nô nha đầu ngốc yêu hậu thân thể lóe lên hóa thành một đạo lưu quang hướng giang tiểu nô phóng đi mặc dù nàng cùng giang tiểu nô chưa nói qua mấy câu nhưng cái này thuần khiết như giấy trắng thiếu nữ cùng tiểu phỉ rất là hợp ý nàng tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem nàng chết suy suy chỉ là nàng tốc độ lại nhanh có thể có ma tinh đằng nhanh chỉ là một cái nháy mắt ở giữa ma tinh đằng đã cuốn lấy giang tiểu nô như thiểm điện hướng dưới biển thối lui thoáng cái biến mất không thấy. ầm um, yêu hậu giận dữ không thôi, đưa tay bắn ra một giải lụa đem nước biển nổ ra ngàn tầng cự lãng, gây nên một mảnh hải khiếu. Đại nhân, Thủy U Lan bay tới, nhưng trên mặt chẳng những không có ngưng trọng bi thống, ngược lại có chút hưng phấn, nàng chắp tay nói, ngươi không cần phải lo lắng, nhà đầu này hẳn không phải là đi chết theo, mà là đi cứu người. Nàng, yêu hậu có chút không cho đưa không cười lạnh nói, nó khí chất cao quý, cho dù là cười lạnh cũng đẹp đến mức lóa mắt, tăng thêm trên thân ở khắp mọi nơi mị, để Thủy U Lan đều có chút hoa mắt. Ha ha, đại nhân cũng chớ xem thường nha đầu này. Thủy U Lan cười nhạt một tiếng, cũng như trăm hoa đua nở, nàng bình tĩnh nói ra, nha đầu này tại thiên nữ phong ở một đoạn thời gian, đại nhân không có phát hiện nàng khác biệt giang giật đã từng đi qua tử vong chi hải, cuối cùng thành công phá vây, hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng theo ta suy đoán hẳn là nha đầu này công lao. Ừ, yêu hậu trong mắt tinh mang lóe lên, nhàn nhạt họa mi nhíu lên, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khác lạ lẩm bẩm nói ta nhớ ra rồi lần thứ nhất gặp nha đầu này lúc trên người nàng giống như có một cỗ không hiểu năng lượng bất quá cái kia năng lượng rất yếu ta ngược lại thật ra không để ý coi là luyện hóa cái gì thiên tài địa bảo chẳng lẽ nha đầu này là đặc thù chủng tộc rất cường đại kia một loại rất có thể thủy u lan nhàn nhạt mà cười đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa biển sâu trong đầu hiển hiện y phiêu phiêu ảnh tử trong lòng khe khẽ thở dài thầm nghĩ phiêu phiêu tiểu thư cố ý về nhà một chuyến mang về một cái bé gái, chỉ vì bảo hộ con trai của nàng, nhà đầu này như thế nào lại như mặt ngoài như vậy bình thường. Nước biển rất nhanh trở nên bình tĩnh, kia ma tinh đằng tựa hồ chỉ cần không tới gần kia phiến hải vực liền sẽ không xuất hiện. Thủy U Lan cùng yêu hậu trên không trung xúc lập một lát tự quay trở về thuyền lớn, nói cho mọi người tao an chớ vội, tại bực này với bán nguyệt. Giống như trong vòng nửa tháng giang giật còn chưa có trở lại, như vậy mọi người cũng liền có thể đi về. Giang lang, tiểu nô, các ngươi nhất định muốn bình an trở về. Tô như tuyết qua một canh giờ tỉnh lại, nàng không có ra ngoài, một người lặng lặng ngồi trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua nơi xa mênh mông vô bờ biển cả. Bên cạnh kia lão ma ma khẩn trương thủ vệ, sợ tô như tuyết cùng giang tiểu nô đồng dạng nghĩ quần tự sát. Mưa trong lúc vô tình lại hạ xuống, đánh vào mặt biển tạo nên vòng vòng liên y, nơi xa lên một mảnh hơi nước, khắp nơi một mảnh thương mang, thật mát một cái thu. chương 429, Minh Giới hai cái ma tinh đằng hô hô vọt ra ngoài cùng yêu hậu bọn người khai chiến, cái này tự nhiên kinh động đến phía dưới nhai tí thú, rất kỳ quái chính là, lại không có bừng tỉnh giang giật. Rất rõ ràng hắn khẳng định là chiều sâu bế quan bên trong, trực tiếp đóng lại giác quan thứ sáu, cho dù chết hắn đều cảm giác không thấy, hắn đây là đánh cược lần cuối. Tại cái thứ hai ma tinh đằng thoát ra ngoài lúc, nhai tí thú trong đôi mắt sáng lên một đạo quang mang, có thể làm cho một cái ma tinh đằng không thể đối đầu, điều này nói rõ phía trên đột kích võ giả ít nhất đều là thiên quân cấp bậc, đại lục thiên quân cấp bậc chỉ có yêu hậu. Yêu hậu thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, nhai tí thú không biết, bất quá tại tam vạn đại sơn bên trong, yêu hậu thả ra một tia khí tức, đem nó dọa sợ. Sở dĩ mặc dù nó không cho rằng yêu hậu có thể cứu ra bọn chúng, nhưng trong lòng vẫn là dâng lên một tia hy vọng. Kết quả hy vọng rất nhanh tan vỡ, hai cái ma tinh đằng rất nhanh rụt trở về, mặc dù một cái ma tinh đằng bên trên còn tại bốc lên đen nhánh chất lỏng, nhưng là yêu hậu rõ ràng không phải đối thủ của bọn nó. Suy suy, mấy canh giờ sau, một cái ma tinh đằng thế mà lần nữa vọt ra ngoài, nhai tí thú đôi mắt lại mở ra, hắn nhìn Giang giật một chút, âm thầm kỳ quái lúc này mới hơn hai ngày thời gian, Giang giật đừng nói là lại đốn ngộ nếu không làm sao lại chiều sâu bế quan. Suy suy, ma tinh đằng vừa mới thoát ra ngoài, kết quả thoáng cái tựu rụt trở về, nhai tí thú quét qua lập tức có chút nổi giận, muộn thanh muộn khí nói ra tiểu nha đầu, người theo tới chịu chết. Giang Tiểu Nô không để ý đến nhai tí thú, đôi mắt đẹp quét qua khóa chặt Giang giật xác định hắn còn sống về sau, lập tức ngòn ngọt cười nói thiếu ra, Tiểu Nô tới cứu ngươi. Suy, tự ngươi, nhai tí thú rất nhân tính hóa trợn trắng mắt, nhưng một giây sau Giang Tiểu Nô trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức cường đại, khí tức kia để nó đều bản năng cảm thấy một tia tim đập nhanh, nó đôi mắt lập tức sáng lên, chuông đồng lớn trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tiểu Nô. Ông, Giang Tiểu Nô toàn bộ thân thể đều phát sáng lên, bất quá không phải bạch quang mà là lục quang, nàng đầu đầy tóc xanh lăng không cuồng vũ, từng chiếc biến thành màu xanh sẫm, lỗ tai bắt đầu dài ra biến nhọn, đôi mắt cũng hiện ra lục quang, 10 ngón dài ra còn có chút uốn lượn, tựa như giã thú lợi trảo, phía trên lục quang lạnh lẽo, lệch làm nhai tí thú đều cảm giác linh hồn run lên. Phanh phanh, phía sau lưng nàng áo bảo bạo liệt, lộ ra trắng lóa như tuyết phía sau lưng, lập tức lục quang lóe lên hai mảnh màu xanh sẫm vũ rực xuất hiện. Giang tiểu nô khí chất cũng đột nhiên cải biến, bởi một cái nhu nhược tiểu nữ hải biến thành một tôn vô địch nữ chiến thần, uy phong lẫm liệt, làm người ta không dám nhìn thẳng. Suy suy, nàng lợi chảo đột nhiên chộp vào cuốn lấy eo ếch nàng cùng hai chân cự đại ma tinh dây leo bên trên, để nhai tí thú chấn kinh vạn phần là đại lục này đệ nhất cứng cỏi ma tinh đằng, tại giang tiểu nô cặp kia hiện ra lục quang lợi chảo phía dưới, lại biến thành yếu ớt gỗ, mỗi lần lợi chảo một chảo, liền sẽ có một khối lớn ma tinh đằng bị xé nứt. Cái này, cái này, nhai tí thú mặc dù là đỉnh phong yêu vương, luôn luôn ngạo khí, giờ phút này cũng bị kinh hãi. Vô thần năm đó đạt đến thiên quân cảnh, đều chém không đứt ma tinh đằng tại tiểu nha đầu này thủ hạ không chịu được như thế một kích, người nói làm sao không cho nó chấn kinh. Chuyện càng quái dị còn tại phía sau, còn lại hai cái ma tinh đằng thế mà trơ mắt nhìn xem cây kia ma tinh đằng bị chém đứt, chẳng những không dám đi hỗ trợ, ngược lại hoảng sợ không ngừng hướng bên cạnh thối lui, tựa hồ rất là e ngại giang tiểu nô. Oanh, chỉ là mười mấy hơi thở thời gian, kia to lớn ma tinh đằng tựu bị giang tiểu nô bẻ gãy phía trên một đoạn trùng điệp rớt xuống đất mà phía dưới một đoạn lại hoảng sợ lùi về mặt đất thoáng cái không thấy suy suy kia cắt đứt nứt ma tinh đằng vừa rơi xuống trên mặt đất thế mà rất nhanh toát ra khói đen cuối cùng hóa thành một cỗ nhai tí thú cùng giang tiểu nô đều cực kỳ không thoải mái hắc khí tiêu tán dưới đất trong quảng trường khí tức kia không chỉ có dị thường không dễ ngửi hơn nữa còn giống như trong ngày mùa đông hàn phong làm người ta cảm giác lạnh siêu siêu Hiu. Giang tiểu nô chỉ là nhìn lướt qua không tiếp tục để ý, hai cánh mở ra, nhanh chóng hướng giang giật cùng nhai tí thú chỗ ma tinh đằng bay đi, liền phải đem cây kia ma tinh đằng bẻ gãy, đem giang giật cùng nhai tí thú cứu ra. Nhưng mà, cuốn lấy giang giật cùng nhai tí thú ma tinh đằng nhanh chóng hướng dưới mặt đất dưới quảng trường thẳng đi, rõ ràng sợ giang tiểu nô chuẩn bị đào tẩu. Còn muốn trốn thả thiếu ra nhà ta, giang tiểu nô mặt mũi tràn đầy keo kiệt, khẽ kêu một tiếng, hai cánh mở ra hóa thành một đạo tàn ảnh bắn thẳng đến dưới mặt đất trong quảng trường một cái lỗ đen, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Ma Tinh Đằng đuổi theo. Suy suy, Ma Tinh Đằng tốc độ quá nhanh, Giang Tiểu Nô mấy tháng qua mặc dù một mực chuyên tâm tu luyện mặc vũ thần công, cũng hơi có tiểu thành, nhưng vẫn là không thể tu luyện tới đệ nhất trọng đỉnh phong, sở dĩ tốc độ chỉ so với trước kia nhanh hơn một chút. Ma Tinh Đằng tốc độ so yêu hậu đều muốn nhanh, Giang Tiểu Nô làm sao đuổi được. Thiếu ra, thiếu ra, Ma Tinh Đằng rất thô to, lưu lại thông đạo cũng rất lớn, thẳng tắp hướng dưới mặt đất dọc theo, Giang Tiểu Nô không có nửa điểm e ngại, như một đạo tia chớp màu xanh lục hướng phía dưới bay đi, nhưng ma tinh đằng khoảng cách càng ngày càng xa, rất nhanh liền biến mất không thấy, chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Hưu, dưới mặt đất quảng trường đã ở dưới biển mấy chục vạn trượng, giờ phút này tiếp tục hướng phía dưới dọc theo sẽ ở đâu có thể hay không đến minh giới Giang Tiểu Nô không biết. Dưới mặt đất chỗ càng sâu có cái gì Giang Tiểu Nô cũng không muốn quản, nàng chỉ biết là thiếu gia của nàng ở phía dưới, nàng coi như liều mạng cũng muốn cứu hắn trở về. Ô ô, bởi vì nhanh chóng bay xuống, hố sâu quanh quẩn làm người ta dùng mình quái thanh, bốn phía đen kịt một màu, phía dưới còn sâu không thấy đáy, làm người sợ hãi. Nếu là trước kia Giang Tiểu Nô sợ là tuyệt đối phải bị sợ quá khóc, nhưng thời khắc này nàng gương mặt xinh đẹp bên trên một mảnh lạnh lẽo, hiện ra lục quang trong đôi mắt đều là kiên nghị, coi như phía dưới thật là minh giới, nàng cũng sẽ đi sông vào một lần, muốn đem nàng thiếu ra theo minh vương trong tay cướp về. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Giang Tiểu Nô cũng không biết chính mình hạ dưới mặt đất bao sâu trăm vạn trượng ngàn vạn trượng nàng rốt cục thấy được một tia sáng, nhưng phía dưới ánh sáng lại không giống phía trên dạ minh châu nhu hòa, ngược lại là từng đạo xanh mơn mởn điểm sáng, tựa như nhất song song sói đói con mắt, làm người ta không rét mà run. Tới gần, tới gần. Một cố cùng vừa rồi đoạn mất kia một đoạn ma tinh đằng biến thành hắc khí đồng dạng khí thức đập vào mặt, mà lại càng thêm nồng đậm, làm người ta buồn nôn, phía dưới lục quang cũng rốt cuộc có thể mơ hồ thấy rõ ràng. Cái này xem xét đem Giang Tiểu Nô hù dọa, nàng thân thể mềm mại run lên, vũ rực mở ra để thân thể bỗng nhiên ở giữa không trung, trong mắt đẹp đều là hoảng sợ, Viên Nhu bả vai có chút run run, gương mặt xinh đẹp trời xanh rõ ràng như tuyết. Phía dưới xanh mơn mởn điểm sáng không phải sói đói con mắt, mà là một đám quái vật trong ánh mắt phát ra lục quang. Quái vật này không phải yêu thú, cũng không phải hình thù kỳ quái quái thú, mà là người. Không, bọn chúng không thể gọi là người, bởi vì bọn chúng trên thân đều không có sinh mệnh khí tức, bọn chúng chỉ là ngoại hình giống như người, giống như dùng một cái từ để hình dung bọn nó, có thể gọi là tang thi, hoặc là thi nhân. Phía dưới là một cái cảng lớn dưới mặt đất quảng trường, bốn phía không nhìn thấy bờ, cũng có lẽ nói. Nơi này là một thế giới khác, đầy khắp núi đồi là thi nhân, không biết có bao nhiêu, xanh mơn mởn con mắt, khí tức dọa người, khắp nơi đều là khói đen, khắp nơi đều có huyết dịch, mùi hôi thối, xác thối vị, gai mũi mùi lạ tràn ngập toàn bộ không gian. Ba cái ma tinh đằng gốc rễ chính là ở đây, bọn chúng gốc phân biệt tại ba cái trong biển máu, giờ phút này bị Giang Tiểu Nô chặt đứt một đoạn cây kia ma tinh đằng ngay tại hấp thu trong biển máu huyết dịch, đoạn mất kia đoạn ma tinh đằng thì nhanh chóng mọc ra. Hết thảy đều là quỷ dị như vậy, như vậy làm người ta dùng mình, khủng bố như vậy. Giang tiểu nô cùng nhai tí thú giờ khác này cũng cảm giác, bọn chúng thật đi tới minh giới. chương 430, cuồng chiến thi nhân, dưới mặt đất mấy trăm vạn trượng, rộng lớn bát ngát thế giới dưới đất, đầy khắp núi đồi thi nhân, làm người ta buồn nôn khí tức, hắc vụ, huyết trì, hút huyết thủy mọc ra thân thể quái dây leo. Hết thảy hết thảy, để nhai tí thú cùng Giang tiểu nô đều thật sâu hoài nghi, nơi này là không phải trong truyền thuyết minh giới. Minh giới, trong truyền thuyết, tất cả mọi người sau khi chết đều muốn đi minh giới, câu hồn sứ giả sẽ đem hồn phách của ngươi đưa đến minh giới. Tại minh giới ngươi có thể sẽ biến thành cô hồn giã quỷ, vận khí tốt cũng có thể chuyển thế đầu thai, vận khí không tốt ngươi sẽ bị còn lại lệ quỷ thôn phệ. ngươi cũng có thể là bị thi khí lây nhiễm biến dị thành thi nhân, vĩnh thế tồn tại tối tăm không mặt trời minh giới bên trong. Thường thường không biết đồ vật luôn làm người sợ hãi, tăng thêm các loại kinh khủng truyền thuyết, minh giới tại nhân loại trong lòng kia là tồn tại khủng bố nhất. Một mực là rất nhiều hài tử trong lòng mộng ma, coi như trưởng thành hoặc là cường đại võ giả, đối minh giới sợ hãi cũng không giảm chút nào, bởi vì kia là chôn ở nhân loại tâm linh chỗ sâu nhất sợ hãi. Nhai tí thú cùng Giang giật được đưa tới một cái rất giống minh giới không gian, Giang tiểu nô theo đuôi tương lai, nàng suy nghĩ nhất là đơn thuần, cũng chưa từng thấy qua quá nhiều việc đời, một mực tại Giang giật dưới cánh chim tre trở lớn lên, lá gan cũng rất nhỏ, giờ phút này vừa nhìn thấy khủng bố như thế hình tượng, lập tức dọa đến có chút không biết làm sao. Tiểu nha đầu, đừng quản nhiều như vậy, trước tiên đem chúng ta cứu ra ngoài lại nói, cùng lắm thì liền là chết một lần, người liền đem những này thi nhân xem như quái thú tốt. Nhai tí thú nhìn thấy Giang Tiểu Nô giữa không trung dọa đến run lẩy bẩy có chút cuống lên, cái địa phương quỷ quái này ai biết xảy ra chuyện gì vạn nhất lại xuất hiện một chút càng kinh khủng quái vật, đem Giang Tiểu Nô giết đi, nó cùng Giang giật ngay tại triệt để chết ở nơi này. Giang giật còn đang bế quan bên trong, đóng lại giác quan thứ sáu, hắn đối với ngoại giới bất kỳ tình huống gì cũng không biết, coi như mình đầu phân ra cũng sẽ không cảm giác được thống khổ giống như giờ phút này hắn thanh tỉnh đoán chừng chắc chắn sẽ không để giang tiểu nô xuống tới mà là để nàng mau trốn hiu nhai tí thú để giang tiểu nô theo trong sự sợ hãi tỉnh táo lại nàng nhìn qua bị cuốn lấy giang giật nội tâm đột nhiên dâng lên một gỗ lớn lao dũng khí đối với nàng tới nói giang giật chính là nàng toàn bộ vì giang giật nàng có thể không sợ hết thảy nàng to lớn vũ rực mở ra thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lục hướng giang giật chỗ ma tinh đằng bay đi, hiện ra lục quang đôi mắt không còn hoảng sợ, một mảnh lạnh lẽo cùng kiên nghị, lục quang kia vờn quanh lợi chảo phá không mà đi, gây nên một đạo bén nhọn tiếng xe gió. Ong ong, giang tiểu nô tới gần, để ma tinh đằng rất là bất an, mặt khác hai cái ma tinh đằng càng là dựa vào cũng không dám dựa đi tới. Nó cái kia không biết có bao nhiêu trượng dài trường đằng không ngừng trên không trung lay động, phát ra một đạo chói tai thanh âm, khạc khạc tại cái này chói tai thanh âm kích thích dưới phụ cận thi nhân toàn bộ động mấy trăm thi nhân bay vụt mà lên hướng giang tiểu nô đánh tới kia màu đen xám trên móng vuốt hắc khí vần quanh càng đến gần trên người bọn họ mùi hôi thối càng dày đặc hun đến giang tiểu nô kém chút đã hôn mê chết giang tiểu nô cắn giang huy động lợi chảo hướng phía trước mấy cái thi nhân chụp tới hiện ra lục quang lợi chảo cùng hiện ra hắc quang màu đen xám lợi chảo chạm vào nhau cùng một chỗ kết quả để nhai tí thú tinh thần nhất chấn giang tiểu nô lợi trảo rất sắc bén liền ma tinh đằng đều có thể bẻ vụn những cái kia thi nhân một khi đụng chạm tựu bị bắt thành bột mịn suy suy giang tiểu nô vũ rực không ngừng chớp động lợi trảo lấp lánh không ngớt phàm là đến gần thi nhân đều bị cào thành bột mịn cuối cùng hóa thành từng đạo khói đen khí tức trên người nàng cường đại đến làm lòng người giật mình gương mặt xinh đẹp bên trên đều là sát khí tại một đám thi nhân bên trong mạnh mẽ đâm tới tựa như một tôn vô địch nữ chiến thần khặc khặc mặc dù như thế vẫn như cũ có liên tục không ngừng thi nhân che giả mang mọc bay vụt mà đến, những cái kia thi nhân hẳn không có ý thức, hoàn toàn không biết đau đớn, chỉ là bản năng công kích, sợ là đại bộ phận thi nhân đều bị Giang Tiểu Nô chém giết, còn lại thi nhân cũng sẽ tiếp tục công kích. Tiểu nha đầu, đừng tìm những này thi nhân dây dưa, mau đưa cái này ma tinh đằng chặt đứt. Nhai tí thú nhìn thấy Giang Tiểu Nô tả đột hữu thiểm không ngừng đem từng cái thi nhân cào thành bột mịn, nhưng là thi nhân lại càng ngày càng nhiều, có chút cuống lên. Nha đầu này suy nghĩ quá đơn thuần, hoàn toàn không có kinh nghiệm tác chiến a nàng dạng này giết tiếp sợ là đến chết đều giết không hết a à, giang tiểu nô hoàn toàn chính xác giết váng đầu vội vàng thay đổi phương hướng hướng ma tinh đằng bên này đánh tới lợi chảo huyễn hóa thành đạo đạo tàn ảnh đem từng bầy bay vụt mà đến thi nhân cào thành bột mịn chỉ là mười mấy hơi thở thời gian nàng tự vào tới huyết hải phía trên lập tức nàng xong chảo huy động đối ma tinh đằng thân thể tự hung hăng chộp tới suy suy ma tinh đằng từng mảnh từng mảnh bị vồ nát nó bản thể không ngừng lay động không ngừng phát ra bén nhọn thanh âm triệu hoán càng nhiều thi nhân hướng giang tiểu nô đánh tới mà lại bên trong huyết trì huyết dịch không ngừng giảm bớt nó bị giang tiểu nô bẻ vụn thân thể lại nhanh chóng sinh trường hư giang tiểu nô một cái tay tiếp tục hướng ma tinh đằng chộp tới một cái tay ở bên người vung vẩy đem đến gần thi nhân toàn bộ đánh giết ma tinh đằng mọc ra tốc độ mặc dù nhanh nhưng giang tiểu nô huy động lợi trào tốc độ càng nhanh chỉ là trong chốc lát to lớn ma tinh đằng tự bị giang tiểu nô bẻ vụn một nửa tốt, trên không bị trói ở nhai tí thú đại hỉ, ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, trên đầu độc giác đột nhiên phát sáng lên, hướng giang tiểu nô bốn phía thi nhân vào tới. ầm ầm, nhai tí thú mặc dù không thể vận dụng trong thân thể yêu lực, nhưng tự thân yêu thuật vẫn có thể phóng thích, từng đạo cột sáng mà xuống đem từng mảnh từng mảnh thi nhân oanh thành bột mịn. Mắt thấy ma tinh đằng liền bị chặt đứt, yêu vương càng thêm hưng phấn, từng đạo kinh khủng cột sáng màu trắng theo nó độc giác bên trên bắn ra như từng quả như đạn pháo nện ở bốn phía, tiếng oanh minh, tiếng nổ, thi nhân tiếng quái khiếu bên tai không dứt. Âm, um, rốt cục, Giang Tiểu Nô vung xong cuối cùng một chảo, cự dáng dấp ma tinh đằng ầm vang ngã xuống, Giang giật cùng nhai tí thú cũng bị đập xuống trên mặt đất, còn đem một mảnh thi nhân tươi sống đập chết. Suy suy, kia đoạn không biết dài bao nhiêu ma tinh đằng cũng không có gì bất ngờ xảy ra, hóa thành một đoàn hắc khí, tràn ngập tại khắp nơi. Ngao ngao. Nhai tí thú chạy thoát một đôi chuông đồng lớn trong con người đều là cuồng hỉ, nhưng nó vừa định bay lên không, lại phát hiện chính mình lại không bay lên được mà lại trong thân thể yêu lực dị thường nhiễu loạn làn da còn ra hiện một mảnh màu đen nó con ngươi nhất chuyển lập tức giống to tiểu nha đầu cẩn thận hắc khí kia có độc giang tiểu nô ánh mắt quét qua không thèm để ý chút nào bởi vì những cái kia thi nhân trên thân cũng có loại hắc khí này nhưng nàng không chút nào không bị ảnh hưởng nàng nhanh chóng đem bên người mười mấy cái thi nhân chém giết tốc độ như tia chấp hướng giang giật phóng đi khạc khạc giang giật bên người rất nhiều thi nhân vây quanh nếu không phải nhai tí thú vung vẩy lợi trào tả hữu công kích, sợ là giờ phút này giang giật đều đã chết. Yêu vương mặc dù yêu lực nhiễu loạn không thể phi hành, nhưng bằng mượn nhục thể cự lực, mỗi lần đều có thể đem từng cái thi nhân thẻ thành thịt nát. Chỉ là nó càng là công kích, thân thể nó bên trong vần quanh hắc khí tựu càng ngày càng nhiều, yêu lực cũng càng ngày càng nhiễu loạn, tiếp tục kéo dài nói không chừng cuối cùng nó sẽ bị hắc khí lây nhiễm, biến thành thi thú. Tiểu tử này làm sao còn không tỉnh lại trên người hắn cũng bị hắc khí xâm nhập, tiếp tục như vậy, hắn cuối cùng cũng sẽ biến thành thi nhân a à, tiểu nha đầu kia làm sao còn không qua đây hỗ trợ nhai tí thú khổ không thể tả quét sang giật một chút đem mấy cái thi nhân đánh bay về sau ánh mắt hướng giang tiểu nô nhìn lại lại lập tức phát ra một tiếng kinh thanh a à. nàng tốc độ làm sao trở nên chậm không được giang tiểu nô tốc độ hoàn toàn chính xác bắt đầu trở nên chậm không chỉ có như thế sắc mặt của nàng cũng bắt đầu trở nên trắng bệch toàn thân run rẩy không ngừng cũng cảm giác tùy thời đều có thể ngã xuống nàng biến thân đã đến giờ. Lần trước biến thành nàng kéo dài nửa nén hương thời gian, tu luyện mấy tháng, biến thân thời gian tăng trưởng gấp đôi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thời gian một nén nhang. Từ phía trên dưới mặt đất quảng trường đến hoa này phí hết nửa nén hương thời gian, giờ phút này kịch chiến lâu như vậy, nàng còn có thể kiên trì đã coi như là đáng quý. Thiếu ra, tiểu nô vô năng, chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Giang tiểu nô dùng hết chút sức lực cuối cùng, hai cánh đột nhiên mở ra, cả người hóa thành một đạo bóng xanh, lợi chảo vung vẩy đem một đường thi nhân đánh giết, phi thân đến giang giật bên người. Làm nàng hai tay ôm lấy giang giật lúc, không thể kiên trì được nữa, chớp mắt, ngất đi. Vào thời khắc này, giang giật đột nhiên mở mắt, mà hắn đôi mắt chỗ sâu nhất lại có hai đoàn hỏa diễm đang nhảy vọt. chương 431, Cửu Thiên Long Viêm, giang giật hai ngày này hoàn toàn chính xác tại lĩnh hội một loại vô thuật, không phải thảo mộc tinh linh, mà là phần diệt thương khung. Hắn tại tìm hiểu hai canh giờ thảo mộc tinh linh vô thuật, phát hiện không thu được gì về sau, chuyển tu phần diệt thương khung lúc, hắn gặp được một kiện rất kỳ diệu sự tình. Hắn vận chuyển cái này vô thuật hấp thu thiên địa bên trong hỏa nguyên tố lúc, đột nhiên linh cơ khẽ động, đem thân thể bên trong tụ tập hỏa nguyên tố vận chuyển đi đan điền. Lần trước hắn luyện lửa thời điểm, hắn vận chuyển một tia địa hỏa đi đan điền, kết quả địa hỏa biến mất không thấy, hắn muốn nhìn một chút những này hỏa nguyên tố đi đan điền có thể hay không đồng dạng biến mất. Kết quả, những này hỏa nguyên tố hóa thành một tia hồng khí đi đan điền, đồng dạng lập tức biến mất. Hắn vội vàng lần nữa nhanh chóng hấp thu thiên địa bên trong hỏa nguyên tố, tiếp tục triệu tập đi đan điền, lần này vận dụng thần thức dò xét chính mình đan điền, muốn nhìn một chút cái này hỏa nguyên tố đến cùng đi đâu. Cuối cùng hắn phát hiện vấn đề, hỏa nguyên tố vừa tiến vào đan điền trong nháy mắt tựu bị viên thứ nhất tinh thần hấp thu, hắn dùng thần thức dò xét viên thứ nhất tinh thần bên trong, phát hiện bên trong đều là hỏa hồng sắc nguyên lực ban đầu địa hỏa cùng hỏa nguyên tố đều biến mất không thấy hẳn là chuyển hóa thành màu đỏ nguyên lực phát hiện này để hắn kém chút chuẩn bị từ bỏ tu luyện cái này vô thuật cái này vô thuật rất khó đại thành duy nhất hy vọng liền là luyện hỏa từ thiên địa bên trong tìm kiếm kỳ dị hỏa diễm tiến hành tế luyện để hỏa diễm uy lực gấp bội bất luận cái gì hỏa diễm tiến vào đan điền đều sẽ bị viên thứ nhất tinh thần hấp thu hắn còn luyện cái giám a đối với cái này chín khỏa kỳ dị tinh thần hắn nhất khiếu bất thông cũng căn bản không có lịch sử có thể tham khảo, không ai có thể chỉ đạo hắn. Sở dĩ hắn chuẩn bị tiếp nhận hiện thực này, hắn không thể luyện hỏa. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ lúc, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, đã hỏa nguyên tố có thể bị viên thứ nhất tinh thần hấp thu, chuyển hóa thành hỏa hồng sắc nguyên lực, như vậy, vì sao không thể trái lại, đem này hỏa hồng sắc nguyên lực chuyển hóa thành hỏa diễm? Ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn lập tức hết sức hưng phấn hắn tinh thần bên trong nguyên lực tựa hồ rất thần bí rất cường đại yêu hậu mặc dù không có nói cho hắn biết đây là thiên quân cấp mới có chân nguyên nhưng ở thần mạch phía dưới hắn kiến thức này hỏa hồng sắc nguyên lực uy lực thế là hắn dứt khoát quan bế giác quan thứ sáu một lòng suy nghĩ đem hỏa hồng sắc nguyên lực chuyển hóa làm hỏa diễm biện pháp cái này vừa bế quan liền là hai ngày ba đêm giống như không phải mới vừa phía ngoài hắc khí xâm nhập thân thể của hắn cùng linh hồn hỏa linh châu tự động hộ chủ vận chuyển một tia năng lượng đi linh hồn của hắn để linh hồn hắn rung lên một cái, đoán chừng giờ phút này hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Tiểu nô, khi tỉnh lại, hắn vừa vặn nhìn thấy giang tiểu nô hôn mê tại trong ngực hắn, tóc cũng khôi phục màu đen, phía sau vũ rực biến mất, lộ ra một mảnh trắng noãn phía sau lưng, lỗ tai cùng mười ngón cũng chậm chậm phục hồi như cũ, bất quá sắc mặt lại trở nên yếu ớt như tuyết. Tiểu nô, tiểu nô, hắn biến sắc, vội vàng ôm lấy giang tiểu nô bản năng hô to không ngừng, bên kia nhai tí thú lại thấy muốn tự tử đều có, đều cái gì tình huống cái này xứng sở tiểu tử còn tại kia kêu trời trách đất lập tức nó lập tức trầm hống tiểu tử còn chưa động thủ chúng ta cũng phải chết ở cái này a à, giang giật tình ngộ lại đưa mắt quét qua khi hắn nhìn thấy bốn phía âm trầm đều là kinh khủng thi nhân mặt đất khắp nơi đều là huyết dịch thi xú mùi máu tươi các loại mùi vị khác thường tràn ngập toàn bộ không gian hắn bản năng giật mình hỏi đây là cái nào đây chẳng lẽ là minh giới người quản hắn là cái gì giới giết lại nói còn chưa động thủ bản vương cần phải biến thành thi thú. Yêu vương khóc không ra nước mắt, toàn thân nó đều bị hắc khí vần quanh, hắc khí kia đã xâm nhập nó nửa người, tốc độ nó đều chậm rất nhiều, mắt thấy là phải bị xâm nhập linh hồn, một khi linh hồn bị hắc khí xâm nhập, nó tin tưởng nó tuyệt đối sẽ biến thành một cái thi thú. Tốt, Giang giật cưỡng ép để cho mình chấn định lại, nhai tí thú nói đúng, đừng quản nơi này là chỗ nào động thủ trước lại nói, liền xem như minh giới lại như thế nào đồng dạng giết hắn cái long trời lở đất hắn đem Giang Tiểu Nô thu vào càn khôn điện, Giang Tiểu Nô thân thể đặc thù, không cần chữa thương có thể tự động phục hồi như cũ, mà lại người khác chữa thương cho nàng cũng vô dụng. Khắc khắc, bốn phía từng mảnh nhỏ thi nhân bay vụt mà đến, Giang giật thân thể không nhúc nhích, cũng không có lấy ra hỏa long kiếm nghênh địch, mà là trầm hống phần diệt thương khung. Hai tay của hắn rất nhanh phát sáng lên, liên tục không ngừng hỏa diễm tại trong lòng bàn tay hắn ngưng kết, cái này hỏa diễm cùng phổ thông hỏa diễm khác biệt, Mỗi một đoàn hỏa diễm bên trong đều cảm giác có một đầu hỏa long ở bên trong du tẩu, rất là kỳ diệu. Kia hỏa diễm vừa ra, không gian đều cuộn lên, bốn phía nhiệt độ cực nóng đến đáng sợ, so địa hỏa đều muốn nóng bỏng gấp trăm lần, Giang giật hai tay đột nhiên hướng phía trước vỗ, một mảnh biển lửa gào thét mà đi, đem phía trước vô số thi nhân đều bao trùm đi vào. A à, Cửu Thiên Long Viêm, nhai tí thú bị nhiệt độ cao kinh động, đột nhiên hướng bên này nhìn một cái lập tức kinh hô lên, tiểu tử người thế mà có thể phóng thích cửu thiên long viêm cái này sao có thể. Nhai tí thú làm bạn vu thần nhiều năm, linh trí cũng cao, đối với vu thần vu thuật rõ như lòng bàn tay. Cái này phần diệt thương khung chủ yếu là luyện hỏa, vừa mới nhập môn lúc, chỉ có thể phóng thích phổ thông hỏa diễm. Tiếp tục tham ngộ xuống dưới, có thể phóng thích địa tâm chi hỏa. Tiếp lấy mới là cửu dương thiên hỏa, lại phía trên là vu thần năm đó đạt tới cảnh giới, có thể phóng thích cửu thiên long viêm, nghe nói tu luyện đến cực hạn, có thể phóng thích cửu dương chân viêm, có thể nhẹ nhõm đốt diệt thiên quân cường giả. Vu thần kỳ tài ngút trời, lĩnh hội cái này thường cổ vu thuật bán nguyệt tựu nhập môn, có thể phóng thích phổ thông hỏa diễm, thời gian nửa năm có thể phóng thích địa hỏa, nhưng có thể phóng thích cửu dương thiên hỏa lúc, lại hao tốn dòng dã 30 năm, tìm hiểu trăm năm mới có thể phóng thích cửu thiên long viêm. Giang giật học được cái này vu thuật mới bao lâu, hắn lại trực tiếp có thể phóng thích cửu thiên long viêm. Làm sao không cho nhai tí thú chấn kinh thời gian mấy tháng tổng cộng đến vu thần tìm hiểu trăm năm cảnh giới. Cửu thiên long viêm đây chính là cửu thiên long viêm nha. Giống như cũng đúng nha, cái này trong ngọn lửa có thần long du tẩu. Giang giật cũng bị hù dọa, không bằng hắn rất nhanh tỉnh mộ lại, cái này đích xác là cửu thiên long viêm, phù thần luyện hỏa cuối cùng đạt tới cảnh giới. Chỉ là, phần diệt thương khung trong sách quý viết rõ ràng, luyện hỏa là từng bước một tới, hắn đều không có luyện ra địa hỏa, cửu dương thiên hỏa, làm sao trực tiếp có thể phóng thích cửu thiên long viêm. Không đúng, lửa này không phải ta luyện được, mà là viên thứ nhất tinh thần bên trong màu đỏ nguyên lực chuyển hóa mà thành. Lão thiên, ta cái này chín khỏa tinh thần bên trong đến cùng ẩn giấu đi dạng gì bí mật kinh thiên cái này màu đỏ nguyên lực đến cùng là cái gì vì sao có thể trực tiếp chuyển hóa thành cửu thiên long viêm. Giang giật thì thào một tiếng, đầy mắt kinh ngạc, không sai, hắn cũng không phải là đem phần diệt thương khung vô thuật lĩnh hội đến cực sâu tình trạng, mà là đem viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực chuyển hóa làm hỏa diễm, lại không nghĩ rằng cái này tinh thần nội hỏa màu đỏ nguyên lực bá đạo như vậy, trực tiếp chuyển hóa làm cửu thiên long viêm. Cửu thiên long viêm so địa hỏa cường đại gấp trăm lần, đương nhiên so hỏa linh thạch còn kém rất xa, bất quá cũng cực kỳ khủng bố. Mấu chốt nhất là, cái này cửu thiên long viêm là vô cùng vô tận, chỉ cần hắn viên thứ nhất tinh thần bên trong có màu đỏ nguyên lực, hắn liền có thể không ngừng phóng thích cửu thiên long viêm. Giết, giang giật cả người đều run rẩy thân thể tựa như tia chớp hướng nhai tí thú bên người bay đi, đưa tay đánh ra từng đạo hỏa diễm, kia hỏa diễm quá kinh khủng, thi nhân gặp chi tựu bị đốt thành hư vô, khủng bố như thế thi nhân lại bị hắn một trường tựu đốt xiết một mảnh. chương 432, cầu phú quý trong nguy hiểm. Suy suy, vào thời khắc này, một mực không nhúc nhích mặt khác hai cái ma tinh đằng đột nhiên hướng bên này quét tới, đem nhai tí thú cùng giang giật dọa đến thân thể run lên. Nhai tí thú càng là đầy mắt mơ hồ, vì sao vừa rồi hai cái ma tinh đằng không nhúc nhích đột nhiên lại công kích giống như bị ma tinh đằng trói buộc, Sợ là bọn chúng lại chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Giang Tiểu Nô no giờ phút này thế nhưng là hôn mê bất tỉnh a. À. Nghĩ đến Giang Tiểu Nô, no, nó lập tức trầm hống. Tiểu tử, mau đưa Tiểu Nha đầu kia phóng xuất. Ma Tinh Đằng rất e ngại khí tức trên người nàng. Giang giật dừng một chút, không có nghe nhai tí thú. Giang Tiểu Nô no giờ phút này hôn mê bất tỉnh, trên thân khí tức yếu ớt tới cực điểm, coi như đem nàng phóng xuất lại như thế nào, Ma Tinh Đằng sẽ sợ sợ. Hắn chân sau trên mặt đất một điểm, thân thể mà đi, song trường liên tục đập động từng đạo hỏa diễm bao phủ đi. Ma tinh đằng cố nhiên đáng sợ, cứng cỏi tới cực điểm, nhưng cửu thiên long viêm đáng sợ như vậy hỏa diễm, hắn còn không tin tưởng đốt không hủy cái này ma tinh đằng. Suy suy, hỏa diễm gào thét mà đi, tựa như trong rừng rậm giấy lên đại hỏa, đột nhiên bị gió lớn thổi ngọn lửa quét sạch chân trời, dị thường kinh khủng, bên kia bay vụt mà đến ma tinh đằng lập tức bị cửu thiên long viêm bao phủ đi vào. Suy suy, để giang giật cùng nhai tí thú đều đại hỉ chính là, mà tinh đằng đụng một cái sở cửu thiên long viêm lập tức phát ra suy suy thanh âm, toát ra rất nhiều chất lỏng màu đen, từng mảnh từng mảnh bị đốt bị thương, mặc dù đốt cháy tốc độ không nhanh, nhưng cửu thiên long viêm hoàn toàn chính xác có thể thiêu hủy nó. Thuấn di, hắn đánh ra mấy trường sau lập tức thuấn di, một bên khác thế nhưng là còn có một cái ma tinh đằng mà đến, nếu là cho nó tới gần, sợ là không gian lại hội chấn động, hắn cũng không thể thuấn di. Ông, thân thể của hắn thoáng cái ra nơi xa, đưa tay đối bên này ma tinh đằng đánh ra một mảnh hỏa diễm. Đánh ra mấy trường sau hắn lần nữa thuấn di, không ngừng đánh ra hỏa diễm, không ngừng thuấn di, to lớn ma tinh đằng ở phía dưới thế giới chấp động, khắp thế giới truy sát giang giật, vô số lần lại chỉ có thể đập chúng giang giật đánh ra tới cửu thiên long viêm. suy suy nương theo lấy cửu thiên long viêm đánh ra càng ngày càng nhiều, hai cái ma tinh đằng thân thể rất nhiều nơi đều bị thương, bọn chúng rốt cuộc sợ hãi, lần nữa rút về trong biển máu chữa thương, không còn dám truy sát giang giật bất quá còn tại không ngừng rung động, phát ra từng đạo âm thanh sắc nhọn chói tai, kích thích thi nhân công kích giang giật cùng nhai tí thú. Tiểu tử, người có thể hay không đem bản vương thu vào càn khôn điện bên trong, tại dạng này xuống dưới, bản vương muốn biến thành thi thú. Phía dưới một đạo u oán vô cùng thanh âm vang lên, giang giật tỉnh ngộ lại, thân thể lóe lên ra nhai tí thú bên người, đưa tay đánh ra vài miếng hỏa diễm đem phụ cận thi nhân thiêu hủy về sau. Hắn vội vàng khống chế hỏa linh châu bên trong một tia năng lượng tiến vào nhai tí thú bên trong, cái này năng lượng có thể hộ chủ có thể đem trong thân thể của hắn hắc khí khu trục tự nhiên cũng có thể giúp yêu vương năng lượng vừa tiến vào yêu vương thân thể nó lập tức toàn thân run lên đầy mắt cuồng hỉ nói ra đồ tốt tiểu tử lại đến điểm hết rồi giang giật không chút khách khí đem nhai tí thú ném vào càn khôn điện bên trong không quan tâm đến nó chết sống ánh mắt nhìn qua phía trên một cái lỗ đen thật lớn chuẩn bị đi ra lòng đất này thế giới quá kinh khủng ai cũng không biết tiếp tục tiếp tục chờ đợi sẽ phát sinh chuyện gì vẫn là sớm rời đi tốt ông hắn thân thể thuấn di đi giữa không trung thần thức bốn phía quét qua liền chuẩn bị tiếp tục hướng lên trên mặt thuấn di bất quá giờ khác này hắn đôi mắt đột nhiên sáng lên ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa huyết hải hắn tại huyết hải bên cạnh phát hiện hai gốc linh thảo kia linh thảo phía trên đều chỉ có một mảnh lá cây lại cùng thanh xương diệp rất là tương tự đồng dạng óng ánh sáng long lanh tựa như một khối dương chi ngọc đến cùng phải hay không thanh xương diệp. Giang giật có chút trần chờ tới gần huyết hải, rất có thể sẽ bị ma tinh đằng công kích, nếu là không cẩn thận bị trói ở, trên trời dưới đất sợ là rốt cuộc không ai có thể cứu hắn. Phải biết ma tinh đằng cuốn lấy người, nguyên lực hội nhiễu loạn, hắn vận chuyển không được nguyên lực, làm sao phóng thích cửu thiên long viêm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng, thanh xương diệp quá chân quý, một viên thanh xương diệp có thể làm cho linh hồn hắn dị biến, cái này hai cái thanh xương diệp nói không chừng có thể lần nữa để linh hồn hắn cường đại nhất sai. Linh hồn cường đại, tu luyện phân thân ngàn vạn vô thuật coi như đơn giản nhiều, mà lại muốn tu luyện thần niệm vô thuật, cũng cần cường đại linh hồn, nhai tí thú thế nhưng là nói thanh xương diệp đại lục không có. Hắn con người nhất chuyển, thân tử không đoạn hướng bên trái huyết hải thuấn di mà đi, phía dưới có thi nhân bay vụt mà lên, dương nanh múa vuốt muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ, nhưng hắn cách xa mặt đất có chút xa, thi nhân căn bản đụng chạm không đến hắn thuấn di tốc độ rất chậm, từng điểm từng điểm tới gần, chờ không sai biệt lắm về sau, hắn đột nhiên thuấn di đến huyết hải phía trên, đột nhiên đánh ra hai trường, thả ra một mảnh hỏa diễm, tiếp lấy tiếp tục thuấn di. Hắn liên tục không ngừng tại huyết hải bốn phía thuấn di, không ngừng đánh ra hỏa diễm, khiến cho ma tinh đằng không ngừng tránh né, căn bản không dám phản kích. Nhắm chuẩn cơ hội, giang giật khóa chặt phía dưới thanh xương diệp, một cái thuấn di đến huyết hải biên giới. Đưa tay đem hai gốc linh thảo nắm lên ném vào hỏa linh châu bên trong, sau đó cũng không quay đầu lại hướng lên trên mặt thuấn di mà đi. Suy suy, một bên khác một gốc ma tinh đang hấp thu trong biển máu huyết thủy, khôi phục một chút, lần nữa bay vụt mà đến, truy kích giang giật. Dám đến truy sát ta để ngươi biến thành than cốc, giang giật đối phía trên thông đạo không ngừng thuấn di, mỗi lần thuấn di đều đánh ra mấy trường, lưu lại một mảnh biển lửa bao phủ toàn bộ thông đạo, cái này ma tinh đang muốn truy sát hoặc là xuyên qua lấy biển lửa, hoặc là chờ hỏa diễm tiêu tán. Cửu thiên long viêm quá kinh khủng, cái này ma tinh đằng lựa chọn cái sau, nó rất muốn đem giang giật đập chết, nhưng lại không thể không các loại chờ, hỏa diễm tiêu tán, mới dám tiếp tục hướng lên trên mặt vỏ tới, sở dĩ tốc độ nó mặc dù nhanh, nhưng muốn đuổi kịp giang giật hiển nhiên không có khả năng. Hiu hiu hiu, giang giật liên tục không ngừng hướng lên trên mặt thuấn di, đều liên tục thuấn di mấy chân lần, thế mà còn không có phát hiện lối ra hắn âm thầm kinh hãi, phía dưới này thế giới đến cùng là cái nào thật chẳng lẽ chính là minh giới. Hiu, hắn lại một lần nữa thuấn di, đột nhiên phát hiện phía trên có chút sáng người lập tức đại hỉ, kế tiếp thuấn di ra trước kia cái kia dưới mặt đất trong quảng trường, hắn bốn phía quét qua, nhìn thấy bốn phía không có giới hạn quảng trường, cũng không biết nơi xa có cái gì hắn không dám dừng lại, tiếp tục hướng lên trên mới thuấn di mà đi. Gần nửa nén hương về sau, hắn rốt cuộc thuấn di ra, nhìn qua bốn phía mênh mông vô bờ hải vực, nhìn qua bầu trời xanh thẳng, nghe không khí thanh tân, hắn có loại xung động muốn khóc. Phía dưới cùng phía trên quả thực là hai cái thế giới khác nhau, hắn cảm giác theo minh giới về tới nhân gian. Giang giật, nơi xa một chiếc thuyền lớn bên trên ba đạo thân ảnh mà ra, tất cả đều không dám tin nhìn qua không trung giang giật, giang tiểu nô mới xuống dưới như vậy một lát thời gian, giang giật thế mà còn sống trở về. Lão đại, tiền vạn quán mấy người cũng đã bị kinh động, điên cuồng xông ra buồng nhỏ trên tàu, trong lúc các nàng nhìn thấy nơi xa không trung kia một đạo suy nhược thân ảnh lúc, toàn bộ lệ rơi đầy mặt. Bất quá một giây sau, các nàng đều đình chỉ rơi lệ, trong đôi mắt kích động toàn bộ chuyển hóa thành chấn kinh ngạc. Bành, giang giật phía dưới nước biển đột nhiên nhấc lên kinh thiên cự lãng, một cái ma tinh đằng mà ra, nhưng giang giật lại không chút hoang mang, hai tay sáng lên đánh ra hai trường, hai đạo ngọn lửa bao phủ đi, bầu trời nước biển lập tức bị bốc hơi, lúc đầu hướng giang giật đập tới ma tinh đằng cũng sợ lập tức thối lui, giang giật ung dung không ngừng hướng bên này thuấn di trở về. Cái này hỏa diễm, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng yêu hậu bọn người cảm nhận được cửu thiên long viêm kinh khủng, Ngân Hoa bà bà càng là đôi mắt co rụt lại, sợ là nàng bị kia hỏa diễm bao phủ cũng sẽ hóa thành bột mịn a. À. Yêu Hậu cùng Thủy U Lan liếc nhau, hai người cũng hơi cười một tiếng, đây quả nhiên là cái quái tài, trở về từ cõi chết một lần, thực lực không ngờ bay vào tính tiến bộ. Chương 433, bí mật kinh thiên, cái gì dưới hải đảo có cái dưới mặt đất quảng trường dưới mặt đất dưới quảng trường còn có cái thế giới dưới đất, có vô số thi nhân mà tinh đằng là huyết hải dựng dục ra tới có thể nuốt huyết trì huyết dịch tự động sinh trưởng thân thể những hắc khí kia còn có thể ăn mòn người nhục thân để cho người ta biến thành thi nhân thuyền lớn nhanh chóng hướng đại lục chạy tới trong một cái phòng bốn cái siêu cấp cường giả nghe xong giang giật giảng thuật sau toàn bộ lộ ra kinh sợ ra các thanh vân vừa mới thức tỉnh không bao lâu gượng chống lấy thuộc thương thân thể tàn phế tới nghe xong tin tức này sau hắn đều quên vết thương đau đớn đôi mắt già nua vẩn đục bên trong đều là kinh ngạc Chẳng lẽ, chẳng lẽ kia thật là minh giới ngân hoa bà bà nháy nháy mắt, có chút chiến căng nói. Yêu hậu quét ngân hoa bà bà một chút, trong mắt đều là xem thường, Thủy U Lan cũng khẽ lắc đầu, ra các thanh vân rất khẳng định lắc đầu nói, bà điên, người tốt xấu cũng coi như cao thủ thành danh, đầu óc làm sao như vậy tú đậu vậy nếu là thật minh giới, giang giật có thể ra âm dương lưỡng tương cách, nếu thật là dễ dàng như vậy đến minh giới, minh giới lệ quỷ đã sớm khắp thế giới chạy. Chết người bại liệt người dám mắng ta không phải ta ngươi đã sớm đi minh giới ngân hoa bà bà giận dữ thình lình đứng dậy liền muốn bão nổi lại nhìn thấy yêu hậu nhàn nhạt liếc qua tới vội vàng lại ngồi xuống giang giật khoát tay áo ra hiệu ngân hoa bà bà không nên tức giận hắn con ngươi lấp lóe nói ra cái kia thế giới dưới lòng đất đến cùng là địa phương nào dưới đại lục vì sao có một cái thế giới như vậy bên trong sẽ có hay không có tồn tại càng khủng bố hơn bọn chúng vì sao không công kích nhân loại nhiều như vậy thi nhân làm sao tới bốn người đều trầm mặc Giang giật nói sự tình bọn hắn đơn giản chưa từng nghe thấy, cũng không có lá gan này xuống dưới dò xét. Có ma tinh đằng tại, coi như yêu hậu xuống dưới cũng phải chết, mà lại thế giới dưới lòng đất rộng lớn vô biên, đã có thể thai ngén ma tinh đằng loại này sinh vật khủng bố, vậy khẳng định còn có càng thêm tồn tại cường đại. Ở đây bốn người đều là kiến thức rộng rãi trí cường giả, các nàng đều chưa từng nghe thấy, như vậy toàn bộ thiên tinh đại lục sợ là không ai biết được. Mọi người giờ khắc này đều có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, các nàng tồn tại dưới đại lục lại có một cái khủng bố như vậy thế giới ngẫm lại thế giới dưới lòng đất phía dưới các loại kinh khủng tồn tại lao ra trong nháy mắt đem cả người đại lục nhân thú đều biến thành thi nhân thi thú tất cả mọi người có loại cảm giác không rét mà run chỉ là bọn hắn có thể làm sao coi như tập kết toàn bộ nhân loại cường giả xuống dưới lại có thể thế nào yêu hậu xuống dưới đều phải chết coi như nhân loại sở hữu cường giả xuống dưới cuối cùng cũng sẽ toàn bộ chôn vùi ở phía dưới xem ra thế giới này còn ẩn giấu đi vô số bí mật a à. yêu hậu khe khẽ thở dài nàng sẽ rời đi cũng không muốn đi quản nhiều như vậy nàng ánh mắt nhìn về phía giang giật truyền âm nói tiểu tử đừng có chạy lung tung hảo hảo ở tại hạ vũ thành hoặc là đi thiên nữ phong tu luyện ngươi như là đã luyện hóa thiên thạch tục tiếp tục luyện hóa đi xuống đi quay đầu đi phía ngoài đại lục tìm xem có hay không nghịch thiên cải mệnh thiên tài địa bảo nói không chừng còn có thể cứu vãn thoáng cái ta đi về trước rời đi đại lục trước ta sẽ tìm đến ngươi. Yêu hậu thân thể hóa thành một đạo bóng trắng biến mất ở phía xa chân trời bên trong, Thủy U Lan cũng đứng lên nói, giang giật, ta cũng trở về đi, nhớ kỹ thế giới dưới lòng đất sự tình bất luận kẻ nào cũng không cần nói, nếu không sẽ tại đại lục ở bên trên gây nên cực lớn chấn động, nói không chừng cũng sẽ tạo thành khó có thể đoán chừng hậu quả. Đúng rồi, Thủy U Lan đột nhiên truyền âm nói, người lần này bị ma tinh đằng hại sự tình, theo ta suy đoán hẳn là võ điện âm mưu, người tốt nhất cẩn thận một chút, Võ Điện trong khoảng thời gian này ra một tên rất là lợi hại Thánh Nữ, người kia tâm trí kỳ cao, cẩn thận bị nàng hố chết. Thủy U Lan đi, Giang giật lại xứng sờ ngay tại chỗ, lần này là Võ Điện âm mưu Võ Điện Thánh Nữ là độc cô nhạn sao hẳn không phải là, kia là một tên khác Thánh Nữ Võ Điện vì sao muốn bố cục lừa giết chính mình chẳng lẽ không gia nhập bọn hắn Võ Điện nhất định phải chết. Ngân Hoa bà bà cũng đi, ra các thanh vân bởi vì phải bị thương thật nặng chỉ có thể lưu lại. Ngân Hoa bà bà cùng Gia Cát Thanh Vân đều bàn giao Giang Giật việc này không thể lộ ra, cho nên ngọn nguồn thế giới sự tình, Giang Giật không có nói cho tiền vạn quán tô như tuyết bọn người. Đồng dạng hắn cũng không có giải thích Giang Tiểu Nô cùng nhai tí thú chỗ, nhất là Giang Tiểu Nô, mặc dù Thủy U Lan cùng yêu hậu rất là hiếu kỳ. Nhưng Giang Giật một chữ không nói, chỉ nói hắn cảm mộ một cái vu thần vu thuật, luyện ra một loại cực kỳ lợi hại hỏa diễm trốn thoát. Mỗi người trên thân đều có bí mật, Giang Giật không nói mọi người cũng không tốt hỏi nhiều, mà lại loại kia kinh khủng hỏa diễm mọi người cũng nhìn thấy, mặc dù không biết Giang giật làm sao làm ra, nhưng Giang giật trước kia tự có hỏa linh thạch, Sau cái này hỏa diễm càng kinh khủng, mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Giang giật phục thị ra các thanh vân nghỉ ngơi về sau, cùng tiền vạn quán bọn người nói chuyện phiếm vài câu, thế giới dưới lòng đất sự tình không nói, chỉ nói tìm hiểu một loại vô thuật trốn thoát, tự lưu lại đầy mắt chấn kinh ngạc mọi người đi vào tô như tuyết gian phòng. Vô thuật, chiến vô song cùng vân phỉ liếc nhau, hai người hai mặt nhìn nhau, vô thuật có thể đem yêu hậu đều không đấu lại ma tinh đằng áp chế cái này vô thuật đến tột cùng tu luyện tới loại tình trạng nào. Tất cả mọi người nghe, nơi này bất cứ chuyện gì đều khác đừng tiết ra ngoài, dám can đảm tiết ra ngoài một chữ, ta chiến vô song thế tất cả tộc chi lực chém giết hắn. Chiến vô song con người nhất chuyển đột nhiên âm trầm hạ lệch, tiền vạn quán cùng vân phỉ cũng phản ứng xuống tới, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bàn giao xuống dưới. Giang giật địch nhân quá nhiều, giống như cho ngoại nhân biết, thế tất có càng nhiều âm mưu trở lấy hắn. Trên thực tế, Giang Giật vừa mới chạy ra dưới mặt đất quảng trường lúc, phó điện người liền đã biết rõ. Giờ phút này U Minh Cửu Uyên phía dưới trong một cái đại điện, hai tên nguyên lão cùng cơ thính vũ độc cô nhạn một mực canh giữ ở một cái màu trắng thủy tinh cầu bên cạnh, kia trong thủy tinh cầu có một cái hình ảnh. Hình ảnh là một cái rộng lớn dưới mặt đất quảng trường, quảng trường rộng lớn vô biên, trong quảng trường đều là bằng phẳng vách đá, góc tường bên trên còn có nhu hòa dạ minh châu, nơi này rõ ràng là Giang Giật ngay từ đầu đợi dưới mặt đất quảng trường dưới mặt đất quảng trường bên trong giang giật thân ảnh thuấn di ra hắn tại trong quảng trường liếc nhìn một chút rất nhanh hướng lên trên mặt thuấn di mà đi tiếp theo một cái to lớn ma tinh đằng từ phía dưới trong lỗ đen suy suy xuất hiện đuổi sát giang giật mà đi không có qua quá lâu kia ma tinh đằng lại thu hồi lại đỉnh chóp rõ ràng có chút bị hỏa diễm thiêu đốt cháy đen còn có chất lỏng màu đen chảy ra cái này cái này độc cô nhạn thấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không dám tin nói ra giang giật Giang giật thế mà trốn ra được làm sao có thể hắn làm sao có thể trốn tới ma tinh đằng đều giết không chết hắn. Hai cái trưởng lão cũng đầy mặt ngưng trọng, nếu là ma tinh đằng đều giết không chết giang giật, vậy thế giới này còn có ai có thể giết chết hắn chẳng lẽ hắn đã đạt tới thiên quân đỉnh phong thực lực. Không có khả năng, ý nghĩ này một dâng lên, một tên trưởng lão lập tức bác bỏ. Nói đùa, giang giật nếu có thể ở ngắn ngủi hai ngày thời gian thực lực tiêu thăng đạo thiên quân cảnh, vậy thế giới này đã sớm thiên quân đầy đất chạy, coi như lại nghịch thiên cũng không có khả năng thoáng cái tiến bộ nhanh như vậy a à. ha ha cơ thính vũ nhàn nhạt cười một tiếng đôi mắt đẹp hít thành một đầu tuyến nói giang giật không có như vậy dũng mãnh phi thường ta đoán chừng hắn dựa vào chỗ hay là hắn loại kia có thể bốc hỏa thạch đầu a à. các ngươi đừng đem hắn nghĩ đến khủng bố như vậy hắn thiên tư cố nhiên không tầm thường nhưng còn không có nghịch thiên đến loại trình độ này đúng thế đúng thế hắn liền là một cái đi vận khí cứt chó ra hỏa độc cô nhạn gà con mổ thóc gật đầu tựa hồ cũng đang an ủi chính mình nói ra, nếu không phải hắn tại thiên quân ngộ cùng vu thần cấm địa đạt được một chút bảo vật, hắn cái giám cũng không bằng, hừ hừ. Không thể nói như vậy, một tên trưởng lão lắc đầu nói, một lần có lẽ là vận khí, hai lần ba lần bốn lần vậy thì không phải là vận khí, mà lại trong lịch sử có chỗ dựa bảo vật trở thành trí cường giả người giang giật trên thân nhất định ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật. chương 434, tin giữ, mặc kệ trên người hắn có cái gì bí mật, chúng ta đều gặp được phiền toái, việc này đến thông chi tổng điện chủ giang giật phải chết cơ thính vũ để ba người sắc mặt càng thêm ngưng trọng độc cô nhạn trùng điệp gật đầu nói đúng lập tức đưa tin cho ta cha để hắn lập tức gấp trở về giang giật nhất định phải giết người này giữ lại không được không chỉ là giang giật cơ thính vũ khoát tay áo ở trong đại điện đi vài bước nói lần này tham chiến cùng người quan chiến đều phải chết yêu hậu ngân hoa bà bà thủy u lan gia cát thanh vân cùng vân gia chiến gia tiền gia người của tô gia toàn bộ đều phải chết nếu không, hậu quả các ngươi hẳn là tinh tường. Cái này, một tên tóc nâu trắng trưởng lão, thừa thất lông mày nhướn lên nói, vân gia chiến ra tiền ra người của tô ra ngược lại là dễ làm, ngân hoa bà bà ra cắt thanh vân thủy u lan, còn có. Yêu hậu giết thế nào lui một vạn bước nói, giống như toàn bộ đều giết, toàn bộ thiên hạ thế thất gây nên cực lớn dung chuyển A, tổng điện chủ trở về, chúng ta đều muốn bị trách phạt. Trách phạt cái gì, cơ thính vỗ tuổi không lớn lắm, nhập võ điện cũng không lâu, nhưng khí chàng cũng rất cường đại, giờ phút này lại ẩn ẩn có bốn người người dẫn đầu phong phạm nàng con ngươi nhất chuyển nói sự kiện kia một khi tiết ra ngoài hậu quả không thể tưởng tượng tổng điện chủ trở về cũng chỉ hội đồng ý sẽ không trách cứ lại nói chúng ta cũng không phải động thủ chúng ta cũng không có thực lực này cơm muốn từng ngụm ăn trước đem bốn nhà người lặng lẽ diệt trừ đi ra các thanh vân lần này bị trọng thương có cơ hội đem cái này lão người bại liệt xử lý tốt nhất không được chỉ có chờ tổng điện chủ trở về ừm Cơ thánh nữ nói không sai, một mực không nói gì tóc trắng trưởng lão gật đầu nói, việc này tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, nếu không hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng nổi, sở dĩ coi như giang giật không có đem sự tình nói cho bọn hắn, cũng thả giết lầm, không thể buông tha. Thời gian cấp bách, bọn hắn hẳn là lập tức sẽ lên đường trở về, chúng ta muốn lập tức tay bố trí, trước đem bốn nhà người chém giết sạch sẽ. Cơ thánh nữ, người lập tức đi bố trí đi, ta trước đưa tin cho tổng điện chủ, một tên trưởng lão khác nhẹ gật đầu, vội vàng đi ra ngoài, độc cô nhạn cũng hưng phấn lên, cơ thính vũ cười nhạt một tiếng, khẽ vuốt cầm đi ra đại điện, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, cười lầm bẩm nói, giang giật, người quả nhiên là bất thế chi tài, người lại một lần nữa nghịch thiên, bất quá ngươi lực lượng một người có thể đối kháng toàn bộ võ điện sao. Như tuyết, để ngươi lo lắng, lần này vốn định giúp ngươi làm ta mật ong, buông nhỏ trên tàu trong một cái phòng, giang giật cùng tô như tuyết ôm nhau mà ngồi. Trong mắt của hắn đều là ái náy, Tô như tuyết ngàn dặm xa xôi chạy tới, liền đại hạ quốc đều mặc kệ, có thể nghĩ nội tâm của nàng cấp bách cùng lo lắng. Giữa chúng ta còn cần nói cái này sao? Tô như tuyết trợn nhìn giang giật một chút, sau đó chủ động dán lên hôn nồng nhiệt, đem trong khoảng thời gian này tưởng niệm cùng lo lắng toàn bộ chuyển hóa làm hôn nồng nhiệt. Hai người triền miên dòng dã nửa nén hương thời gian, tô như tuyết lúc này mới đẩy ra gian giật tác quái tay, đỏ mặt sửa sang lại sốc sách y phục, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi, tiểu nô muội muội đâu, Giang giật giải thích nói, không có việc gì, ta đem nàng bỏ vào càn khôn điện, nàng quá độ suy yếu, phải ngủ say mấy ngày. Vậy còn không mau đem muội muội phóng suốt người người này a? À? Tô như tuyết liền vội vàng đứng lên khẩn trương nói, Giang giật trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ bạch ngọc cung điện, bạch quang lóe lên, Giang tiểu nô ra trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ chỗ đáng sợ, bất quá khí tức coi như ổn định. A, à, tiểu nô muội muội, tô như tuyết đau lòng ghê gớm, không lọt vào mắt Giang giật, thấy được nàng quần áo không chỉnh tề, nhất là phía sau lưng áo bảo càng là tan vỡ, vội vàng đưa tới vị kia lão ma ma cho Giang Tiểu Nô bưng tới nước nóng, chuẩn bị cho nàng trả lau thân thể, đổi một thân sạch sẽ áo bào. Người còn đứng ở cái này làm gì? Nàng nhìn thấy Giang giật ngượng ngùng đứng ở một bên, chừng mắt hạnh nói, nhanh đi ra ngoài, ta muốn cho muội muội thay quần áo, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị quan sát? Ây, Giang giật sờ lên cái mũi đi ra ngoài, bất quá đối với tôi như tuyết là thật tâm yêu đến trong khung, Giang Tiểu Nô rõ ràng đối với hắn có yêu thương, nàng nhưng không có nửa điểm ghen ghét, ngược lại chân tâm thích Giang Tiểu Nô, Cam Tâm Tình Nguyện đem chính mình nam nhân phân một nửa cho một cái khác nữ tử, loại này khí độ cô gái nào có. Kỳ thật đây cũng là Tô Như Tuyết chỗ thông minh, Giang Tiểu Nô đối Giang giật quá trọng yếu, cùng lúc nào đi tranh thủ tình cảm, không bằng lấy lui làm tiến, dạng này nữ tử mới có thể càng chiếm được nam tử thích. Giang giật ra gian phòng sau liền đi bong tàu phía trên, đem nhai tí thú cũng phóng ra vừa ra tới nhai tí thú liền mắng mẹ, tiểu tử thúi, người còn không giúp đỡ bản vương liền muốn biến thành thi thú, nhanh giúp bản vương xua tan những này quỷ hắc khí. Nhai tí thú trên thân một mảnh làn da đều là màu đen, ẩn ẩn có hắc khí tại thân thể nó bên trong quay quanh, mặt mũi tràn đầy khổ tướng, trên người nó khí thế vốn là kinh khủng, giờ phút này tăng thêm những này âm trầm hắc khí càng lộ vẻ kinh khủng, bong tàu bên trên mấy nhà hộ vệ thật sớm trốn ở một bên, hoảng sợ nhìn qua nhai tí thú. Tốt, kêu cái gì, giang giật thả ra một chút địa hỏa để hỏa linh châu hộ chủ không ngừng khống chế những năng lượng kia rót vào nhai tí thú trong thân thể giúp nó khu trừ trong thân thể hắc khí những hắc khí này hẳn là thi nhân thi khí có thể xâm nhập người sống biến thành thi nhân lòng đất thế giới giang giật lại một lần nữa cảm thán đây chính là một viên bom hẹn giờ a nói không chừng ngày nào những cái kia thi nhân tự vọt ra đem toàn bộ đại lục đều biến thành địa ngục hết thảy mọi người cùng yêu thú hết thảy sinh vật sống đều biến thành thi nhân thi thú nghĩ nghĩ giang giật không nhịn được không rét mà run, bất quá lập tức hắn lại lắc đầu, rất nhanh vứt ở một bên. hắn không phải đại lục chúa cứu thế, cũng không phải đại lục chi chủ, những sự tình này hẳn là thủy u lan các nàng đi cân nhắc. hắn thực lực quá thấp, tự vệ đều khó khăn, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tại ước hẹn ba năm kỳ đầy sống sót rồi nói sau. Ba ngày sau, thuyền lớn đã tới Tây Ninh Thành, mọi người cũng đến mỗi người đi một ngả thời điểm. Vân Phỉ muốn dẫn người trở về, chiến vô song rất là không bỏ nhưng chiến gia lập tức sẽ đi cầu hôn, luôn không khả năng đem vân phỉ lưu lại đi. Tây Ninh Thành là thiên huyền quốc địa giới, mọi người cũng không lo lắng an toàn của nàng, thế là tại Tây Ninh Thành tụ lại sau vân phỉ bọn người liền trực tiếp hồi trở lại huyền thiên thành. Gia Cát Thanh Vân thương thế khá hơn một chút, hắn cũng cáo biệt mọi người, cưỡi kim long trở về. Giang giật bọn người ngược lại là quyết định cùng đi, tiền vạn quán bọn hắn muốn về thần võ quốc nhất định phải đi qua hạ vũ thành. Một đám người cùng đi, tốc độ khó tránh khỏi tiểu chậm, Giang giật cũng không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát đem tất cả mọi người thu nhập càn khôn điện, sau đó cưỡi nhai tí thú bay thẳng hạ vũ thành. Nhai tí thú tốc độ rất nhanh, giang giật bay lên vạn lý không chung một đường cũng an toàn vô cùng, chỉ là mấy ngày tựu đã tới hạ vũ thành. Nhai tí thú rơi vào vương cung, đại hạ quốc quần thần lập tức thở dài một hơi, giang giật đem mọi người phóng ra, mới vừa tiến vào phiêu tuyết cung, lại thu được một cái để mọi người không thể nào tiếp thu được tin tức. Gia Cát Thanh Vân tại đêm qua vừa mới đến Linh Thú Sơn học viện, đột nhiên gặp tập kích, kết quả. Bị người chém giết, cái kia đầu kim long bởi vì là Linh Thú, sở dĩ cũng đi theo chết đi, toàn bộ Linh Thú Sơn học viện giờ phút này bạo động, toàn bộ điên cuồng tìm kiếm sát thủ. chương 435, Tạc Tử, Oanh, Giang giật cảm giác trong đầu nổ lên một cái sấm sét giữa trời quang, thân thể nhoáng một cái, trời đất quay cuồng, nếu không phải bên cạnh chiến vô song nâng, sợ là hắn muốn sụi lơ trên mặt đất. Mấy ngày trước, hắn cùng ra các thanh vân mới phân biệt, chỉ là mấy ngày cái này dễ thân khả kính tiền bối lại đột nhiên chết đi cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Ngay từ đầu Giang giật đối ra các thanh vân ấn tượng cũng không tốt, bởi vì hắn cùng Giang biệt ly quan hệ rất không tệ, về sau bởi vì Thủy Thiên Nhu truy sát lần kia mới quan hệ hòa hoãn lại. Lại đằng sau hắn rời đi học viện, ra các thanh vân ban cho Hắc Lân Kiếm, còn nói cùng Y Phiêu Phiêu quan hệ không tệ, Giang giật từ ngày đó bắt đầu đối với hắn có chút kính trọng. Chuyện sau đó không cần nói, Hạ Vũ Thành bên ngoài, Gia Cát Thanh Vân vì hắn độc đấu hai đại kim cương cường giả, một khắc này bắt đầu giang giật đem hắn cho rằng là trưởng bối của mình, một cái đối với mình yêu mến có thừa trưởng bối, lần này vì cứu hắn tức thì bị ma tinh đằng suýt nữa đập chết, giang giật nội tâm ấy náy không thôi. Hắn chết, bị người giết chết, cái này một người độc lập trèo chống toàn bộ linh thú Sơn Học Viện Trăm Năm, đại lục một trong mười đại cường giả Gia Cát Thanh Vân, bị người giết. Không chỉ là giang giật, tự liền chiến vô song tiền vạn quán tô như tuyết đều mộng, bọn hắn đều tại linh thú sơn học viện chờ đợi một đoạn thời gian rất dài ra các thanh vân đối với bọn hắn tới nói tựa như một tôn vô địch thủ hộ thần thủ hộ thần lại bị người giết ba nhà hộ vệ yên tĩnh không nói trên mặt đều là trầm thống ra các thanh vân từ trước đến nay danh tiếng không tệ làm người trượng nghĩa cương trực công chính đại lục rất nhiều võ giả đều đối với hắn rất là kính trọng hiện chợt nghe tin giữ mọi người khó tránh khỏi sinh lòng bi ý hô hô Giang giật tỵ khẩu lỗ mũi hơi thở âm thanh bắt đầu biến lớn sắc mặt cũng biến thành dữ tợn, trong mắt của hắn bất tri bất giác trở nên đỏ như máu, sát khí trên người cũng cuồn cuộn mà ra. hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. A, à, thanh âm chấn thiên động địa, chấn động đến toàn trường người màng nhĩ đau nhức, vang vọng toàn bộ hạ vũ thành, quanh quẩn tại thiên không thật lâu không ngừng. thanh âm bên trong đều là bi thống, đau thương, cùng cừu hận, Lệch làm toàn thành người trong tim đập nhanh động, cũng đem không ít người dọa đến ngồi vào trên mặt đất. Ta đi học viện một chuyến. Giang giật hết dài một tiếng, sắc mặt đã không có như vậy dữ tợn, bất quá vẫn như cú âm trầm đáng sợ, hắn quay người hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi. Chiến vô song cùng tiền vạn quán tô như tuyết tỉnh ngộ lại, vội vàng bước nhanh liền xông ra ngoài trầm hống, chúng ta đi chung với ngươi. Giang giật nghĩ nghĩ, mọi người cũng là linh thú sơn học viện người, tô như tuyết còn tại trong học viện chờ đợi rất nhiều năm, ra các thanh vân chết không thể không đi bái tế dưới, lập tức cũng liền nhẹ gật đầu. Báo, ngay tại hắn chuẩn bị đem mọi người thu vào Càn Khôn Điện lúc, một cái tướng quân nhanh chóng lao tới, nhìn thấy Tô Như Tuyết cùng Giang giật đều tại, vội vàng một gối quỳ xuống nói: "Bẩm quốc chủ, nhiếp Chính Vương, vừa lấy được tin tức, Vân Phỉ công chúa tại hồi trở lại Huyền Thiên Thành lúc tao ngộ người thần bí công kích, toàn bộ hộ vệ chiến tử." Vân Phỉ công chúa tại bọn hộ vệ liều chết đoạn hậu, dựa vào thảo mục tinh linh vu thuật trốn được một mạng, giờ phút này đã bị ngân hoa bà bà cứu giúp. Vân Phỉ công chúa cố ý đưa tin tới, để các ngươi chú ý an toàn nàng thông qua thảo mộc tinh linh vô thuật dò xét đến đám người kia trò chuyện âm thanh, nói còn muốn đối quốc chủ, chiến công tử, tiền công tử ra tay. Ừ, giang giật con người lạnh lẽo, chiến vô song sắc mặt cũng biến đổi, cả người vô cùng khẩn trương, tiền vạn quán tô như tuyết đám người mặt cũng biến thành càng khó coi hơn. Lại là người thần bí, giang giật ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên cảm giác có một cái bàn tay vô hình đang theo bọn hắn bao phủ mà đến, muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Gia các Thanh Vân là ai Vân Phỉ là ai? đại lục này dám động hai người này người chân tâm quá ít quá ít bọn hắn không chỉ có dám động còn thành công giống như vân phỉ không có thảo mộc tinh linh vô thuật dự báo nguy hiểm sợ là vân phỉ cũng khó thoát khỏi cái chết mặc dù hắn không biết là ai ra tay động ra các thanh vân cùng vân phỉ chính là không phải một nhóm người nhưng hắn giờ khắc này đột nhiên có một loại ngạt thở cảm giác trên bờ vai cũng tựa như có mấy tòa đại sơn đẻ ép một cái không tốt hắn đem thịt nát xương tan còn muốn đối quốc chủ chiến công tử tiền công tử ra tay Nhớ tới vân phỉ truyền đến lời nói, giang giật con người nhất chuyển âm thanh lạnh lùng nói, theo bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người không được rời đi ta, ta đi nơi nào các ngươi liền đi nơi đó, thẳng đến ta tìm ra phía sau màn hắc thủ, đem bọn hắn tất cả mọi người chém giết sạch sẽ sau lại nói, muốn chết chúng ta cũng cùng chết. Tô như tuyết ngược lại là không có ý kiến, tiền vạn quán đi theo giang giật cũng vui vẻ, dù sao hắn có thể điều khiển tiền ra sản nghiệp, chiến vô song có chút trần chờ hắn không có khả năng mặc kệ Vân Phỉ A, chiến ra thế nhưng là đang chuẩn bị cầu hôn cưới Vân Phỉ. Vô song đại ca, đừng nóng vội, Vân Phỉ sự tình ta sẽ giúp ngươi xử lý, chúng ta đi trước linh thú sơn học viện. Giang giật nhìn ra chiến vô song lo nghĩ, chờ hắn sau khi gật đầu, lập tức đem toàn bộ người thu vào càn khôn điện, gọi ra nhai tí thú thẳng đến linh thú sơn học viện. Đến tột cùng là ai giết viện trưởng viện trưởng mặc dù có tổn thương, nhưng hắn nói thế nào đều là thành danh đã lâu cường giả, đại lục thập đại cường giả người đúng trọng tâm nhất định có thể sắp xếp năm vị trí đầu, còn có một đầu kim long yêu vương, liền xem như phổ thông kim cương cường giả đánh lén cũng không thể chém giết A giao chiến địa điểm còn tại học viện bên ngoài, nhiều người như vậy mắt thấy, chẳng lẽ không thể xác định là ai ra tay. Giang giật trở nên đau đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương, nhớ tới đau đầu hắn bỗng nhiên nghĩ đến thanh xương diệp, tâm niệm vừa động theo hỏa linh châu bên trong lấy ra hai gốc linh thảo, nhìn kỹ vài lần, nghe phía trên mùi thơm ngát hắn xác định là thanh xương diệp không sai, lập tức lập tức gỡ xuống hai mảnh lá cây, xếp bằng ở nhai tí thú trên lưng luyện hóa. Cái này thanh xương diệp quá tốt luyện hóa, luyện hóa sau năng lượng sẽ đi linh hồn bên ngoài, tự động chậm chạp bị linh hồn hấp thu, linh hồn cường đại rất nhiều chỗ tốt, giang giật tự nhiên trước tiên đem linh dược này cho luyện hóa. Tốn hao một ngày một đêm thời gian hai cái thanh xương diệp luyện hóa hoàn tất, nhai tí thú toàn lực đi đường, linh thú Sơn học viện cũng thấy ở xa xa. Hắn thấy bên trong một lần linh hồn, xác định thanh xương diệp không có vấn đề về sau, ánh mắt hướng xa xa linh thú sơn nhìn lại, mặt mũi tràn đầy trầm thống. Hưu, nhai tí thú phá không mà đến, rất nhanh bay đến học viện trên không, đưa tới phía dưới một mảnh bạo động. Hưu, giang giật trong tay bạch quang sáng lên, thu hồi nhai tí thú, thân thể hướng phía dưới bay đi, vững vàng rơi trên mặt đất, trong tay hắn bạch quang lóe lên, tô như tuyết tiền vạn quán đám người thân ảnh lập tức ngưng hiện. Xoạt, thấy rõ ràng là giang giật về sau, trên quảng trường học viên cùng đạo sư toàn bộ xôi trào, tất cả mọi người hướng bên này mà đến, các vị nhận biết Giang Giật đạo sư thật xa tụ trầm hống, Giang Giật, người muốn vì viện trưởng báo thù A, viện trưởng chết được oan A. Hưu, hậu viện phương hướng một đạo bóng trắng mà đến, nhìn thấy Giang Giật đôi mắt sáng lên, quá to, Giang Giật, tề viện trưởng vừa mới đưa tin trở về, bọn hắn phát hiện tạc tử Liễu Ngọc, giờ phút này ngay tại truy sát, người nhanh đi hỗ trợ. Liễu Ngọc, Giang Giật đôi mắt lộ ra một tia mơ hồ, tôi như tuyết lại thân thể mềm mại run lên nói liễu viện trưởng là hắn hại viện trưởng không phải cái này cầu tặc là ai giống như không phải hắn ám toán viện trưởng viện trưởng thực lực cao cường thần bí nhân kia sao có thể đánh giết viện trưởng đúng vậy chúng ta tận mắt thấy liễu ngọc cái này tạp vái đập viện trưởng một trường nếu là cho ta bắt lấy cái này tạp vái nhất định muốn đem nó thiên đao vạn quả mọi người lao nhau lên án giang giật thực lực cường đại uy danh hiền hách là linh thú sơn học viện kiêu ngạo trong mắt của mọi người cũng thay đổi thành học viện chỗ dựa. Gia Cát Thanh Vân chết rồi, còn lại phó viện trưởng đều chỉ có thần du cảnh bát cửu trọng thực lực, bọn hắn tự nhiên trông cậy vào Giang giật giúp Gia Cát Thanh Vân báo thù. chương 436, Vạn Lý truy sát, Giang giật nghe một hồi cũng nghe đã hiểu, Liễu Ngọc là học viện phó viện trưởng, lần này dẫn đội đi tìm huyền phong, Giang giật còn tại Thủy Thiên Nhu trên yến hội gặp qua hắn. Ma tinh đằng xuất hiện, đem Giang giật trói buộc, cũng đem sở hữu công tử tiểu thư hù dọa, cũng không dám tiếp tục cướp đoạt huyền phong mật ong riêng phần mình trở về. Liễu Ngọc mang theo một đám học viện chạy về linh thú sơn học viện, không ngờ ở nửa đường tao ngộ yêu thú tập kích, một đám học viên bên trong có mấy người bị trọng thương, Liễu Ngọc cũng thụ thương, vừa lúc ra cát thanh vân đi ngang qua, thế là liền mang theo mọi người, cưỡi kim long bay thẳng học viện. Ai ngờ, tại vừa mới đến linh thú sơn lúc, Liễu Ngọc đột nhiên hạ hắc thủ, một trưởng vỗ tại gia cát thanh vân trên thân, đồng thời phía dưới dưới mặt đất bay vụt ra một đạo hắc ảnh, một chiêu liền đem bị trọng thương ra các thanh vân chém giết, Kim Long cũng lập tức chết đi. Lúc ấy học viện phụ cận có đội tuần tra mắt thấy chuyện đã xảy ra, cưới Kim Long trở về học viên càng là trơ mắt nhìn xem Liễu Ngọc hành hung. Liễu Ngọc tại học viện chờ đợi hơn 30 năm, làm đạo sư 20 năm, thực lực đạt tới thần du cảnh đỉnh phong sau mới được đề bạt làm phó viện trưởng. Tại học viện uy vọng của hắn gần với tể viện trưởng, hắn cũng là học viện nhân vật đại biểu một trong, thâm thụ ra các thanh vân tín nhiệm, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên hạ độc thủ, ra các thanh vân trong lòng có việc tăng thêm một đường bôn ba trở lại học viện nội tâm buông lỏng đề phòng liễu ngọc ngay tại bên cạnh hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén hắn sao có thể không trúng chiêu Giang giật giờ phút này trong đầu đều có thể hiển hiện ra các thanh vân ngay lúc đó biểu lộ mặt mũi tràn đầy không dám tin thất vọng đau lòng hối hận bị chính mình tin cậy nhất người công kích một khác này trong lòng của hắn đau nhức khẳng định lỗi nặng tại trên thân thể đau nhức a à. liễu ngọc ở đâu một cái khác người áo đen là kim cương cường giả toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào, một kích thành công sau lập tức lao xuống mặt đất biến mất không thấy, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, càng không biện pháp xác định thân phận của hắn. Liễu Ngọc lúc ấy cũng lập tức chạy trốn, hướng Đại Hà Quốc phương hướng chui, tề viện trưởng biết được tin tức về sau, lập tức xuất lĩnh mấy tên phó viện trưởng truy sát, vừa mới truyền tin tức trở về. Tỏa trấn học viện phó viện trưởng bị giang giật đằng đằng sát khí ánh mắt quét qua, nội tâm một sợ, liền tranh thủ trong ngực một khối đưa tin lệnh bài đưa cho giang giật nói, giang giật, Người đưa tin cho tế viện trưởng đi, cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Đi, Giang giật phung tay lên, đem tô như tuyết bọn người thu nhập càn khôn điện bên trong, gọi ra nhai tí thú bay lên không, chỉ để lại một câu đằng đằng sát khí lời nói, trước khác đừng an táng, chờ ta mang liễu ngọc đầu người trở về bái tế viện trưởng. Ngao, nhai tí thú tựa hồ cảm ứng được Giang giật nội tâm nổi giận, cuồng hống một tiếng, chấn động đến toàn bộ linh thú sơn đều rung động, quanh quẩn trên không chung một vòng, hướng phương bắc gào thét mà đi phía dưới gần vạn học viên toàn bộ kích động nhìn qua giang giật, con mắt đỏ ngầu, rất nhiều người nắm đấm nắm chặt, hận không thể lập tức tu luyện tới kim cương cảnh đi theo giang giật cùng đi truy sát nghịch tặc, giúp ra các thanh vân báo thù. Liễu Ngọc tiềm phục tại học viện hơn 30 năm, sợ là chỉ vì giờ khác này a à, Liễu Ngọc đến cùng là phương nào quân cờ giống như có thể biết hắn là người nào, hẳn là liền biết ai là phía sau màn hắc thủ. Hắn bỏ chạy thần võ quốc chẳng lẽ là thần võ quốc người hạ đình uy vì sao muốn chém giết viện trường nếu quả như thật là hạ đình uy người, lần này sợ là muốn cùng lâm lão thái giám đối mặt, có lẽ. Giang Biệt Ly cũng sẽ xuất thủ, quản hắn, lâm lão thái giám dám ra tay, ta liền xử lý hắn. Giang Biệt Ly dám ra tay, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, viện trưởng thù nhất định phải báo. Giang giật âm thầm hạ quyết tâm, một bên nhanh chóng đưa tin cho tề viện trưởng, xác định phương vị của các nàng. Liễu Ngọc phải chết, bằng không hắn có cùng mặt mũi đi bái tế ra các thanh vân. Tề viện trưởng đưa tin rất nhanh truyền đến, các nàng một đường truy sát, mấy lần kém chút chém giết Liễu Ngọc, nhưng luôn luôn có thần bí người xuất hiện hỗ trợ ngăn cản, trên đường bọn hắn chém giết người áo đen ít nhất có mười mấy cái, giờ phút này Liễu Ngọc một đường hướng Vương Thành phương hướng bỏ chạy. Người thần bí chặn đường Vương Thành chẳng lẽ lại Liễu Ngọc thật là hạ đình uy người. Giang giật con người lạnh lẽo, trong mắt thần sắc càng thêm kiên định, hắn hét lớn một tiếng quát yêu Vương, tốc độ nhanh một chút, nhất định phải tại Liễu Ngọc tiến vào Vương Thành trước ngăn lại hắn vương thành thần võ quốc đô thành, mặc kệ giang giật ra ngoài loại nào mục đích, chỉ cần dám đi vương thành đại khai sát giới, thần võ quốc cũng sẽ không đáp ứng, sở dĩ nếu có thể ở vương thành trước đó cầm xuống liễu ngọc, vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhai tí thú cưỡng ép nói ra một tia tốc độ, tại thế giới dưới lòng đất nó cũng không có thụ thương, chỉ là bị hắc khí xâm nhập, giang giật giúp hắn đuổi hắc khí về sau, nó thực lực tự khôi phục trạng thái toàn thịnh. Linh thú sơn tại đại hạ quốc nhất phương Nam, vương thành tại Tây Bắc, coi như nhai tí thú tốc độ lại nhanh, cũng muốn 4 năm ngày thời gian. Bất quá Liễu Ngọc đào tổ mới 2 ngày thời gian, một đường bị đuổi giết, muốn đi Vương Thành khẳng định phải 7-8 ngày, Giang Giật vẫn là có cơ hội đuổi kịp hắn. Đã nhập cuối thu, cuồng phong càn quấy, thổi đến mặt người đau nhức. Giang Giật xếp bằng ở nhai tí thú bên trên, lại tựa như lão tăng nhập định, đi đường muốn mấy ngày thời gian, hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời chỉ cần có thời gian, nhất định phải đề cao thực lực hắn cảm thấy thật sâu cảm giác nguy cơ, cái này nguy cơ so ước hẹn 3 năm kỳ đầy càng đáng sợ, một cái không tốt hắn đem thịt nát xương tan, hắn chết một lần tô như tuyết muốn chết, tiền vạn quán, chiến vô song, vân phỉ đều phải chết, cùng hắn có quan hệ người đều muốn bị giết chết. Hắn không xem thường sinh tử, hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể chết. Vì chỗ yêu người, vì yêu hắn người, vì sở hữu cùng hắn có quan hệ người, hắn nhất định phải cố gắng sống sót, dùng trong tay kiếm giết ra một đường máu, lúc tu luyện có thể buông lỏng thân thể, có thể làm cho mệt mỏi thân thể đạt được làm dịu, đồng thời lúc tu luyện thiên địa linh khí sẽ tự động bị nhục thể hấp thu một chút, có thể bổ sung nhục thể tiêu hao năng lượng. Lúc tu luyện chỉ cần dựa theo công pháp tự động vận chuyển là được, không cần vận dụng trí nhớ, cũng có thể để mệt mỏi linh hồn đạt được khôi phục. Sở dĩ giang giật tu luyện mấy canh giờ sau, tinh thần sáng láng, tùy ý ăn một điểm mẹ nuôi, bắt đầu lĩnh hội vô thuật. Phu thuật rất cường đại, nếu như nói võ kỹ chỉ là theo đạo văn trung bộ phân áo nghĩa diễn hóa mà thành, kia vu thuật tuyệt đối là đạo văn bên trong tinh túy diễn hóa ra. Tỷ như phân thân ngàn vạn vô thuật, giang giật tựu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn cảm ngộ phong hóa ngàn vạn đạo văn, minh bạch cái này đạo văn tinh túy, mà lại phân thân ngàn vạn bên trong tựu có cái này tinh túy. Viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực trực tiếp chuyển hóa làm cửu thiên long viêm, liền ma tinh đằng đều muốn tránh né mũi nhọn, có thể nghĩ cái này vô thuật uy lực hỏa là rất bá đạo đồ vật, thiên địa bên trong cũng có rất nhiều cường đại hỏa diễm, tỉ như hỏa linh thạch bên trong hỏa diễm là có thể đem thánh khí hủy đi. Sở dĩ Giang giật quyết định không ngừng lĩnh hội cái này vô thuật, đem cái này vô thuật tu luyện tới cực hạt, tranh thủ luyện ra vô thần đều không có luyện ra hỏa diễm, cửu dương chân viêm. Tu luyện mấy canh giờ, làm dịu tinh thần áp lực, sau đó tiếp tục lĩnh hội vô thuật, Giang giật không biết ngày đêm đi đường, rốt cuộc tại ngày thứ năm đuổi kịp tề viện trưởng bọn người. Tề viện trưởng mang theo 7 tên phó viện trưởng, từng cái mang thương, toàn bộ trong ánh mắt đều là tơ máu, áo bào lộn xộn không chịu nổi tựa như tám tên ăn mày. Giờ phút này các nàng ngay tại vương thành phương nam đại thành đệ nhất, thần binh thành nam thành cửa bị gần ngàn người vây công, đám người kia lại toàn bộ người mặc thần võ quốc chiến giáp, dẫn đầu mấy người đều là tướng quân, rõ ràng là thần võ quốc quân đội. Liễu Ngọc quả thật là hạ đình uy người, sang giật trong con ngươi hàn quang lóe lên, khống chế nhai tí thú từ trên cao bay thấp mà xuống, nổi giận như lôi minh đại hống vang vọng khắp nơi, toàn bộ dừng tay, nếu không. Chết, chương 437, thị huyết ác ma. Phía dưới chiến đấu lập tức ngừng lại, cũng không phải là giang giật tiếng giống cũng đủ lớn, cũng không phải cái kia câu nói đem người hù dọa, mà là nhai tí thú uy áp quá kinh khủng. Yêu vương khí tức coi như thần du đỉnh phong đều chịu không được, chứ nói chi là phía dưới kia trong ngàn người thần du võ giả chỉ có gần trăm. Toàn bộ nhân vọng lấy trên bầu trời bay vụt mà xuống to lớn cự thú, sâu trong linh hồn đều đang run rẩy như thế cự thú thật là nhân lực có thể chống lại. Giang giật, cũng may trong quân mấy tên tướng quân thống lĩnh coi như thấy qua việc đời, thực lực cũng đủ mạnh, bọn hắn rất nhanh nhận ra nhai tí thú, cũng nhận ra sừng sướng tại nhai tí thú trên lưng giang giật. Không có cách, có được yêu vương linh thú người quá ít, trẻ tuổi như vậy chỉ có giang giật. Giang giật, tướng quân thống lĩnh mới mở miệng, toàn trường một mảnh xôn xao, giang giật cái tên này đối với thần võ quốc người mà nói quá vang dội, đây là thần võ quốc kiêu ngạo, cũng là thần võ quốc sỉ nhục, còn cùng thần võ quốc có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Trong ngàn người hàng hiệu nhất nhân vật, cũng là thần binh thành thành chủ, thần võ quốc phiêu kỳ tướng quân Hạ Thiên Tuấn, rất nhanh theo nhai tí thú uy áp phía dưới khôi phục lại, trường thương trong tay của hắn xa xa chỉ một cái, quát khẽ, giang giật, người muốn làm gì chẳng lẽ người chuẩn bị công nhiên cùng thần võ quốc khai chiến. Giang giật từ khi bội phản thần võ quốc về sau, một mực không dám ở trong nước công nhiên lộ diệt, mà lại hạ đình uy một mực buông lời, Giang giật dám đến thần võ quốc định để hắn có đi không về. Sở dĩ mặc kệ Giang giật ở bên ngoài sông ra bao lớn thành tựu, tại thần võ quốc đại nhân vật trong mắt, vĩnh viễn là một cái chó nhà có tang, tăng thêm thần võ quốc binh cường mã tráng, có được hai tên kim cương cường giả, một người vẫn là Giang giật cha ruột. Hạ Thiên Tuấn cho rằng có chút niềm tin, Giang giật cũng không dám làm loạn, dù sao nơi này tới gần Vương Thành chỉ có tiểu nửa ngày lộ trình. Giang giật nhìn lướt qua phía dưới, xác định tề viện trưởng bọn người còn không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới yên tâm lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người trầm giọng nói, tất cả mọi người lăn đi, ta không muốn giết người. Xoạt, phía dưới lại một mảnh xôn xao, Hạ Thiên Tuấn bọn người càng là lộ ra một tia đùa cợt, không muốn giết người vẫn là không dám giết người ngươi giang giật không phải ngoại hiệu thị huyết ác ma sao hôm nay làm sao nhân từ nương tay. Lập tức Hạ Thiên Tuấn cười lạnh nói, hẳn là ngươi nhanh chóng lăn đi, đám người này tại thần võ quốc một đường sông loạn loạn giết, còn dám xung kích thần binh thành xem ta thần võ quốc là không có gì, hôm nay không chém giết bọn hắn, thần võ quốc mặt mũi để nơi nào, ta hạ ra mặt mũi để nơi nào. Cho thể diện mà không cần, Giang giật nổi giận, ánh mắt quét về phía Tề viện trưởng bọn người quát khẽ nói, "Tề viện trưởng các ngươi đi trước, ta xem một chút ai dám động đến." "Tốt, Tề viện trưởng bọn người toàn bộ thân thể bay vụt mà lên, nhưng Hạ Thiên Tuấn lại trường thương lắc một cái, bắn ra một đầu như dao long nguyên lực công kích, đồng thời quát lớn, giết giang giật dám đụng đến chúng ta hắn hẳn phải chết không nghi ngờ suy suy vô số thần du cường giả lập tức bắn ra nguyên lực công kích tề viện trưởng bọn người vội vàng không dám tiếp tục phá vây bắn ngược mà quay về nếu không phải phản ứng nhanh đoán chừng đều muốn bị tươi sống đánh chết mã lạc qua bích giang giật triệt để nổi giận con mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu trên thân sát khí đổ xuống mà ra một cái thuấn di thân thể ra phía dưới trong tay hắn hỏa linh châu sáng lên một cái hẹp dài trường kiếm xuất hiện, đối hạ thiên tuấn tự đột nhiên bổ tới. Xuy suy mấy vạn tiểu hỏa long gào thét mà ra, hạ thiên tuấn bọn người lại không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua tiểu hỏa long phi bắn mà đến, toàn bộ mắt người trong mắt đều là hoảng sợ cùng không dám tin, giang giật thật dám giết người. Phanh phanh phanh, hạ thiên tuấn đứng mũi chịu xào trực tiếp bị tạc đến hài cốt không còn, bên kia võ giả tại tiểu hỏa long gào thét qua đi, cũng bị trống rỗng một mảnh, một chiêu ít nhất dây gần trăm người. Giang giật luyện hóa hơn 100 mai thiên thạch, nguyên lực cường đại hơn nhiều, cái này trung giai đạo văn uy lực công kích tự nhiên cũng tăng lên, đoán chừng miễn cưỡng có thể so sánh kim cương cảnh nhất trọng võ giả công kích. Suy suy, muốn tự không giết, một khi động thủ Giang giật tuyệt không thủ hạ lưu tình, hắn thân thể hướng bốn phía cuồng vũ mà đi, hỏa long kiếm nguyễn hóa thành mạn thiên kiếm ảnh, như cắt rơm dạ đem còn lại võ giả tại nửa nén hương thời gian bên trong chém giết sạch sẽ, không có để lại một người sống. Tê tê phía trên tường thành còn có rất nhiều quân đội nhưng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giang giật đồ sát bọn hắn thành chủ cùng thành nội các đại nhân vật bọn hắn không dám tự ý rời vị trí càng không lá gan này xuống tới bọn hắn không ngốc giang giật thị huyết ác ma xương hào hiển nhiên không phải chỉ là hư danh liễu ngọc đâu giết hết người cuối cùng giang giật trong đôi mắt huyết sắc biến mất ánh mắt nhìn về phía xanh cả mặt tề viện trưởng hắn sát lục chân ý quá kinh khủng tề viện trưởng đều có chút không chống nổi Tề viện trưởng nuốt một miếng nước bọt, hít một hơi nhìn qua phía trước đại thành nói, thành nội. Chúng ta vừa định truy vào thành, tự bị những người này ngăn cản. Đi, Giang giật trước tiên hướng cửa thành đi đến, mọi người vội vàng đi theo, nhai tí thú cũng hướng trên thành uổng phí bay đi. Trên tường thành quân đội toàn bộ khẩn trương lên, trong quân đội lớn nhất trước quan một tên thống lĩnh run rẩy thân thể, lắp bắp nói ra, Giang, Giang giật, người muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi. Dám công kích thành trì, bệ hạ không tha cho ngươi giang giật ngẩng đầu nhìn một cái ánh mắt bên trong đều là mỉa mai tề viện trưởng mấy người cũng xem nhìn xem người này còn có rất nhiều quân sĩ đều khóe miệng lộ ra đùa cợt giang giật liền thần binh thành thành chủ hạ gia hạ thiên tuấn cũng dám giết hắn sẽ còn sợ hạ đình uy suy suy giang giật dùng hành động thực tế biểu đạt ý nghĩ của hắn hắn đột nhiên hướng phía trước chém ra một kiếm hai đầu hỏa long gào thét mà ra đem đóng thật chặt cửa thành oanh thành mảnh vỡ hắn mang theo tề viện trưởng nhanh chân đi vào thành bên trong trên đường đều là quân đội, trong tay cũng đều là hàn quang lẻ lẻ binh khí, bất quá không ai dám tới gần. Ngược lại bởi vì giang giật bọn người nhanh chân tiến lên, nhanh chóng lui lại, từ đầu đến cuối bảo thủ cùng giang giật bọn người ở giữa mấy trăm trượng khoảng cách. Quân đội càng ngày càng nhiều, giang giật bọn người đằng sau cũng đều là quân đội, nhưng vẫn là không ai dám tới gần, chỉ có thể xa xa đi theo, toàn bộ trên mặt người đều là hoảng sợ cùng bối rối, nhìn qua giang giật ánh mắt, cảm giác tựa như nhìn xem một cái lệ quỷ. Người bên trong thành nghe, ta không muốn thương tổn cùng vô tội, đừng tới chọc ta. Giao ra Liễu Ngọc, cũng chính là linh thú Sơn học viện Liễu Viện trưởng, ta giang giật lập tức tự đi. Giang giật đi đến trong thành, dùng nguyên lực quán chú thanh âm, phát ra giống to một tiếng, thần thức cũng bắt đầu bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm Liễu Ngọc. Giang đại nhân, một tên thống lĩnh cắn răng từ quân đội bên trong đi ra, chắp tay nói, Liễu Ngọc đã sớm ra cửa thành Bắc, thẳng đến Vương Thành, tại hạ dám lấy cả nhà tính mệnh đảm bảo, tuyệt vô hư ngôn, xin bỏ qua cho thành nội con dân đi. Ân, tại hạ gọi ảnh hưu, là ảnh ra con em, ảnh ra người, giang giật lông mày nhíu lại, trong tay xuất hiện một cái màu trắng cung điện đem tiền vạn quán phóng ra, hỏi có thể nhận biết người này. Tiền vạn quán tại càn khôn điện bên trong ở lại rất an nhàn, đột nhiên bị cấm chế truyền tống ra có chút không thích ứng, rụi rụi con mắt nhìn mấy lần nói, ngươi không phải ảnh ra con em sao ta nhớ được gặp qua ngươi, gọi là cái gì nhỉ? Tốt, ngươi trở về đi, Giang giật không đợi tiền vạn quán nhiều lời, lại ném vào càn khôn điện đi, thân thể lóe lên một cái thuấn di, cưỡi nhai tí thú hướng phương bắc cấp tốc bay đi, chỉ để lại một câu cho tề viện trưởng bọn người: Ta đi trước vương thành nhìn xem, các ngươi tại thần binh thành lục soát một phen, nếu như không có phát hiện, lập tức lui về linh thú sơn. Đi vương thành nhìn xem, tề viện trưởng bọn người tim đập ra tốc, Giang giật muốn đi vương thành đây là muốn triệt để cùng thần võ quốc đối mặt a. Giang biệt ly giống như tại vương thành phụ tử đem rất có thể sử dụng bạo lực. chương 438, con của hắn trở về. Gia Cát Thanh Vân bị giết chết sự tình, đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ, thiên hạ chấn động. Thập đại cường giả người không có chỗ nào mà không phải là dậm chân một cái đại lục đều chấn ba chấn tồn tại, năm đó Tô Bình Bình chết đi, tại đại lục đều đưa tới cực lớn oanh động, Gia Cát Thanh Vân tên tuổi càng vang, có thể nghĩ đại lục phản ứng. Bị nội gian liên hợp ngoại nhân chém giết, điểm ấy chẳng có gì lạ, Liễu Ngọc tiềm phục tại Linh Thú Sơn Học Viện 30 năm, cái này cũng bình thường. Linh Thú Sơn Học Viện Thần Võ Quốc cùng Đại Hạ Quốc Thiên Huyền Quốc, thậm chí Thánh Linh Nước đều ẩn núp có người, đương nhiên cấp bậc đều không cao, đều chỉ là một chút đạo sư mà thôi, bất quá khó đảm bảo mấy chục năm sau, những đạo sư này bên trong sẽ không lại lần xuất hiện một cái liễu viện trường. Kỳ quái địa phương ở chỗ, như vậy Kim Cương Cường giả thân phận, đại lục Kim Cương Cường giả chỉ có hơn 10 người, mà các quốc gia tình báo cho thấy, tất cả kim cương cường giả đều không nhúc nhích, đương nhiên có lẽ cũng có thể là có người học sang giật như thế dùng thế thân thay thế. Thanh Long Hoàng Triều cùng năm nước trinh sát lập tức phát động, bốn phía dò xét tin tức, muốn nhìn một chút đến cùng là ai động ra các thanh vân, kết quả không thu được gì. Tên kia kim cương cường giả tựa như bỗng dưng xuất hiện, không có nửa điểm manh mối, tự liền đối tượng hoài nghi đều không có. Bất quá liễu ngọc thẳng tắp hướng thần võ quốc phương thành phóng đi, một đường còn có người thần bí ngăn cản tề viện trưởng bọn người, cái này khiến rất nhiều gia tộc trinh sát đều thật sâu hoài nghi, Liễu Ngọc có phải hay không hạ đình uy người xuất thủ có phải hay không lâm lão thái giám. Tại thần binh thành đại chiến về sau, tin tức truyền về Vương Thành, tự liên chiến giáp tiền ra người của Long Gia đều thật sâu hoài nghi, nếu không Liễu Ngọc vì sao có thể nhẹ nhõm tiến vào thần binh thành Hạ Thiên Tuấn vì sao muốn tự mình ra mặt chặn đường. Gia Cát Thanh Vân có phải hay không Hạ Đình Uy phái người giết? Kỳ thật việc này Hạ Đình Uy chính mình rõ ràng nhất, hắn đạt được giang giật tại thần binh thành đại khai sát giới sau giận tím mặt lập tức triệu tập quần thần thương nghị đối sách trên triều đình quần thần oán giận chăm miệng một lời muốn hạ đình huy phái cường giả chém giết giang giật dùng chính quốc huy hạ đình huy khẽ vuốt cằm ánh mắt chuyển hướng bên phải thượng thủ vị giang biệt ly nhàn nhạt nói ra biệt ly người cho rằng việc này phải làm thế nào đâu chiến vô song cùng tiền vạn quán lão cha ánh mắt co rụt lại nhìn về phía giang biệt ly kỳ thật trong lòng mọi người đều tin tưởng hạ đình uy tổ chức cái này chiều hội mục đích kỳ thật chỉ muốn nghe giang biệt ly tỏ thái độ dù sao giang giật thực lực cường đại giống như giang biệt ly không xuất thủ sợ là bắt không được hắn giang biệt ly một mực không nói gì chính vạt áo an tọa giờ phút này mới nhàn nhạt đứng lên nói ra thần coi là giang giật không phải trọng điểm trọng điểm là trước tiên đem liễu ngọc cầm xuống nếu không không chỉ có giang giật hội đại náo vương thành để cho ta quốc uy nghi bị hao tổn sẽ còn để người trong thiên hạ chất vấn là chúng ta ra tay đến lúc đó liền là ngàn người chỉ trỏ quân thần ánh mắt nhìn về phía hạ đình uy rất nhiều người trong con ngươi đều lộ vẻ nghi ngờ ai cũng không biết hạ đình uy nghĩ như thế nào việc này có phải hay không hạ đình uy làm tựu liền trường tôn thái sư cũng không biết trường tôn thái sư con ngươi nhất chuyển cũng cảm thấy giang biệt ly nói có lý bất kể có phải hay không là hạ đình uy phái người làm việc này cũng không thể tính toán tại thần võ quốc trên đầu nếu không ngàn người chỉ trỏ dân tâm sói mòn thời đại này có thể rất là chú trọng đại nghĩa hắn chắp tay thân nói bệ hạ trấn tây vương nói không sai bất kể như thế nào cái này liễu ngọc nhất định phải cầm xuống tuyệt đối không thể vào thành nếu không đối thần võ quốc danh dự có rất lớn ảnh hưởng hậu quả khó mà lường được trường tôn thái sư nói đến rất thấu triệt bất kể có phải hay không là hạ đình huy làm liễu ngọc đều phải chết hạ đình huy âm hàn ánh mắt lấp lóe vài vòng rất nhanh cũng tỉnh ngộ lại vuốt cằm nói thái sử tướng quân Liễu Ngọc ở đâu phái người nhanh chóng trước cầm xuống. Thái sử ra một tên tướng quân lĩnh mệnh, phi thân nhanh chóng đi ra phía ngoài an bài. Kết quả vừa mới ra ngoài thời gian một chén trà, thái sử tướng quân lại nhanh chóng vọt vào, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng một gối quỷ xuống nói, bệ hạ, Liễu Ngọc vào thành, giờ phút này. Tung tích không rõ, cái gì, hạ đình uy cùng quần thần sắc mặt cũng thay đổi, hạ đình uy phốc thoáng cái đứng lên, đằng đằng sát khí nói ra, nam thành môn đang trực thống lĩnh là ai nhanh chóng bắt lại cho ta không cần cầm, thái sử tướng quân bất đắc dĩ thở dài nói, cái này thống lĩnh là họ trương tên Giang, đảm nhiệm vương thành cấm vệ quân thống lĩnh đã 10 năm, hắn vẫn là trường tôn gia con rể, vừa rồi liền là hắn hạ lệnh để Liễu Ngọc vào thành, Liễu Ngọc vào thành về sau, hắn thuộc hạ phát hiện, hắn đã tự sát. Tự sát trường tôn gia con rể, toàn bộ đại điện sôi trào, sự tình giống như càng lúc càng lớn đầu, cũng càng ngày càng khó bể phân biệt. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, Trường Tôn Thái Sư mặt càng là âm trầm đến cực hạn, Hạ Đình Uy ánh mắt nhàn nhạt quét qua trường Tôn Thái Sư, quát khẽ Thái Sử Tướng Quân, lập tức phái người lục soát toàn thành truy nã Liễu Ngọc, coi như đào ba thước đất cũng phải tìm đến hắn, trong vòng một canh giờ bắt không được Liễu Ngọc, người đưa đầu tới gặp. Cha, Thái Sử Tướng Quân nhanh chóng đi xuống, rất nhanh xuất lĩnh đại quân đem toàn thành phong tỏa, từng cái trục hộ điều tra, tìm kiếm Liễu Ngọc. Liễu Ngọc không tìm được, sợ là thần võ quốc thật muốn nói không rõ, cũng sẽ cho người trong thiên hạ nhận định thần võ quốc ám sát ra các thanh vân sự thật. Hạ Đình Uy mặt âm trầm không nói lời nào, trường tôn thái suy nghĩ giải thích hai câu, lại phát hiện không biết giải thích thế nào, bất luận nói thế nào Trương Giang là nhà hắn con rể điểm này không sai, Trương Giang tự sát, cái gì đều nói không rõ. Phía dưới thần võ quốc quần thần ánh mắt lấp lóe lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu, trong mắt đều là nghi ngờ, việc này thật chẳng lẽ hạ đình uy chỗ làm hay là trường tôn thái sư cấu kết bên ngoài thế lực nếu không liễu ngọc sao có thể một đường thuận lợi như vậy đến vương thành còn thoáng cái biến mất đương nhiên cũng có người hoài nghi có phải hay không có thế lực lớn siêu cấp vụ oan hãm hại thần võ quốc vấn đề là có cái nào thế lực lớn có thể có như thế thông thiên năng lực nắm tay đều cắm đến thần võ quốc cảnh nội tự liền hạ thiên tuấn cái này hạ ra con em đều mua được giờ khắc này tự liền giang biệt ly đều có chỗ hoài nghi bởi vì hắn cảm nhận được Hạ Đình Huy gần nhất tín nhiệm với hắn có chỗ giảm xuống, so hiện nay thiên việc này hoàn toàn không cần khai triều hội, trực tiếp triệu tập hắn hỏi thăm là được. Lại tỷ như lần trước lâm lão thái giám đi tử vong chi hải lừa giết giang giật, hắn bắt đầu lại không có thu được nửa điểm phong thanh, sau đó mới từ một chút trong dấu vết đoán được. Giang giật là hạ gia tử địch, hạ vô hối tựu chết tại giang giật trong tay. Hắn mặc dù đem giang giật trục xuất giang ra, nhưng hạ đình huy trong lòng chắc chắn sẽ có ta nghi kỵ, làm quân vương cái này lòng nghi ngờ cùng một chỗ liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản càng phát không tín nhiệm hắn giang biệt ly đối với cái này cũng đừng không biện pháp sở dĩ ra các thanh vân đến cùng phải hay không hạ đình uy phái người xử lý giang biệt ly cũng có chỗ hoài nghi tại hạ đình uy tuyên bố tan triều mặt âm trầm đi vào hậu cung cũng không có tuyên hắn yết kiến về sau giang biệt ly trong lòng lòng nghi ngờ nặng hơn quân thần thì thầm với nhau thấp giọng nghị luận đi ra phía ngoài giang biệt ly bất đắc dĩ thở dài đi ra đại điện. Nhưng mà, ngay một khắc này, một tên tướng quân cấp tốc hướng bên này vào tới, tiếng giống to vang vọng vương cung, báo, Giang giật đến Nam Thành Môn. Giang biệt ly ánh mắt lập tức nhìn về phía phương Nam, trong con người lộ ra một tia dị thường vẻ phức tạp. Con của hắn rốt cuộc trở về, không bằng hắn không phải trở về nhận thân, mà là trở về giết người. chương 439, huyết tẩy vương thành, Giang giật trở về, tin tức này như luồng gió mát thổi qua núi đồi truyền khắp toàn bộ vương thành, cứ việc giờ khác này Vương Thành trên đường đều là quân đội, nhưng vẫn như cũng ngăn không được Vương Thành con dân nội tâm hiếu kỳ cùng chấn động. Có thể tại Vương Thành người ở, cơ bản đều là thật to nho nhỏ gia tộc, coi như trong quân cũng hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ, muốn nhận được tin tức quá đơn giản. Chớ nói chi là, giờ phút này Giang Giật đã bay đến Vương Thành Nam Thành Môn, nhai tí thú hung ác bạo ngược khí tức bao phủ nửa cái Vương Thành. Giang Giật đứng tại nhai tí thú bên trên, quan sát toàn bộ Vương Thành, đôi mắt bên trong cũng là vẻ phức tạp hắn sinh ra ở thần võ quốc từ nhỏ đã cho là mình là thần võ quốc con dân tòa này vương thành trước kia trong lòng hắn là như vậy thần thánh vĩ đại như vậy khi còn bé hắn mơ ước lớn nhất liền là đến vương thành gặp một lần thần võ quốc thủ hộ thần giang biệt ly nghĩ đến là cỡ nào buồn cười giang biệt ly đúng là hắn thân sinh lão tử cái này vương thành cũng là hắn thương tâm địa phương bên trong ở hắn một cái sinh tử cừu ra hạ đình huy năm đó hắn như chó nhà có tang bị thần võ quốc truy nã Khâm Mệnh là phản quốc tặc, Giang Biệt Ly cũng đem hắn trục xuất Giang ra, hắn gánh vác một thế bêu danh, chuẩn bị cao chạy xa bay, tìm kiếm một chỗ ẩn cư này cuối đời. Hôm nay, hắn lại quang minh chính đại trở về, đơn thương độc mã trở về. Hắn như trước vẫn là thần võ quốc phản quốc tặc, trong vương thành cường giả như mây, càng có hai đại kim cương cường giả tỏa chấn, nhưng giờ phút này hắn không ý kỵ tí nào, hắn cũng không chút nào khiếp đảm, liễu ngọc phải chết hắn nhất định phải cho cái kia dễ thân khả kính tàn tật lão nhân, đòi lại một cái công bằng. Hắn không nói gì, thần thức hướng phía dưới lặng yên tìm kiếm, theo trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch gần vạn trong đại quân đảo qua, theo nam thành vô số nhà cao cửa rộng bên trong đảo qua, theo rất nhiều vụn trộm nhô ra một cái đầu chú ý bên này các gia tộc võ giả trên mặt đảo qua. Hắn đạt được, hắn muốn đáp án, theo rất nhiều người kinh nghi tiếng đàm luận bên trong, hắn biết được liễu ngọc vào thành, thả hắn vào thành thống lĩnh tự sát, kia thống lĩnh vẫn là trưởng tôn gia người. Giờ khắc này hắn nhận định, ra các thanh vân liền là thần võ quốc làm hại, chỉ ít thần võ quốc thoát không khỏi liên quan, hạ thiên tuấn cùng trường tôn cái này con rể liền là tốt nhất chứng cứ. Sở dĩ, hắn vận chuyển nguyên lực, trầm hống, hạ đình uy, ra gặp một lần. Xoạt, toàn thành sôi trào, hạ đình uy danh tự bọn họ cũng đều biết, nhưng không có cái gì một người dám trước mặt mọi người đề cập, đây chính là rơi đầu sự tình. Hạ Đình Uy cũng là một cái rất có uy vọng quân vương, tại thần võ quốc cái kia chính là thiên, liền là thần. Có người vương thành trên không, ở trước mặt gọi thẳng Hạ Đình Uy danh tự. Giang giật không tôn trọng Hạ Đình Uy, vậy liền đánh thần võ quốc mặt, đánh thần võ quốc sở hữu con dân mặt, sở dĩ rất nhiều cường giả không làm, rất nhiều trong đại viện vô số thần du cường giả bay vụt mà lên, hướng nam thành môn vỏ đến, rất nhiều người thật xa tự quát khẽ. Giang giật, chớ có làm càn, dám gọi thẳng bệ hạ chi danh, người đây là tội ác tài trời, luận tội đáng chém. Không sai, Giang giật, mặc dù ngươi là đại hạ quốc nhiếp chính vương, nhưng nơi này không phải ngươi đại hạ quốc, dám làm loạn sẽ làm cho ngươi máu tươi tại chỗ. Nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi, nếu không tuyệt không khinh suốt tha thứ. Giang giật, lập tức bó tay tự chói, chờ bệ hạ xử lý, nếu không định để ngươi chết không có chỗ chôn Phía dưới hò hét ẩm ý, lao ra ít nhất có hơn 100 thần du cường giả, toàn bộ mặt mũi tràn đầy oán giận, dùng ngòi bút làm vũ khí, nổi giận tiếng vang triệt toàn bộ nam thành, tựa hồ sợ người khác nghe không được nhưng không có người nào dám xông đi lên công kích Giang Giật. Giang Giật cũng lười cùng đám người này nói nhảm, hắn vừa rồi kỳ thật đã rất khách khí, bằng không hắn cũng sẽ không để Hạ Đình Huy ra gặp một lần, mà là trực tiếp hô cút ra đây. Hắn ánh mắt lạnh lùng quét qua người phía dưới, quát khẽ một tiếng, ngậm miệng, nếu không chết, trong nháy mắt, phía dưới lặng ngắt như tờ. Giang giật là ai Hạ Thiên Tuấn thi thể giờ phút này còn tại thần binh thành bên ngoài A, thật muốn chọc gấp hắn, sát lục chân ý một phóng thích, hỏa long kiếm vừa ra, sợ là Giang Biệt Ly cùng lâm lão thái giám đều cứu không ở bọn hắn. Giang giật thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thành bắc, lần nữa giống to, hạ đình uy, đừng cho mặt không biết xấu hổ, có tin ta hay không đem người kia phá vương cung san thành bình địa. Xoạt, toàn thành lần nữa một mảnh xôn xao, người phía dưới vừa chuẩn chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng bị Giang giật đằng đằng sát khí quét qua về sau, đều đem lời nuốt vào trong bụng. Ngao, thành bắc vang lên mấy đạo to rõ tiếng long ngâm, ngay sau đó mười mấy đầu bốn cánh hắc long đằng không mà lên mỗi một đầu hắc long phía trên đều có hơn 10 người thần du cường giả chỉ có ở giữa một đầu hắc long bên trên đứng đấy hai người hai người này một người người mặc long bào trên thân đều là hạo nhiên chính khí uy nghi rất nặng mắt hổ bên trong quang mang bắn ra bốn phía làm người ta không dám nhìn thẳng bên cạnh một người là một tên còng lưng cõng tóc trắng xóa gây yếu lão thái giám mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười tựa như một đầu lão cẩu Mười mấy đầu hắc long khí thế bàng bạc, liên hợp lại khí thế lại không kém gì nhai tí thú, phía dưới rất nhiều trong sân con dân, còn có trên đường quân đội nhìn người nọ toàn bộ đều một gối quỳ xuống, quát khẽ nói, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hạ đình uy rốt cuộc ra, giang giật đôi mắt sáng lên, hắn thật không muốn đại khai sát giới, thành nội bình dân nhiều lắm, một khi đại chiến khó tránh khỏi ngộ thương, quân đội hắn có thể mí mắt không nháy mắt đổ sát một mảnh, nhưng bình dân là vô tội. Giang biệt ly không đến cũng không tại, vẫn là tận lực né tránh. Giang giật trong lòng hiện lên một tia kinh nghi, theo Hắc Long tới gần, ánh mắt của hắn rất nhanh khôi phục băng lãnh, ngạo nghễ không sợ nhìn qua Hạ Đình Uy. đảo qua lâm thái giám lúc, trong mắt sát ý lóe lên, Hạ Vũ Thành bên ngoài hắn nhưng là kém chút bị lão thái giám chụp chết, tử vong chi hải người này hiểm nghi cũng vô cùng lớn. Hạ Đình Uy bọn người khoảng cách Giang giật hơn một ngàn trượng khoảng cách ngừng lại. Bọn hắn nhớ rõ Giang Giật Tuấn gì khoảng cách là ngàn trượng có lâm lão thái giám tại, khoảng cách này liền là an toàn, giang giật hạ đình uy ra tự nhiên không ai dám chen vào nói hắn mắt hổ hàn quang quét về phía giang giật trầm hống ước hẹn ba năm còn không có kỳ đầy ngươi chạy tới ta thần võ quốc làm gì chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đơn phương xé bỏ ước định cùng thần võ quốc khai chiến sao lợi hải giang giật âm thầm giơ ngón tay cái lên hạ đình uy không hổ là lớn nhất các nước chư hầu quân vương mới mở miệng tự chiếm cứ đại nghĩa giang giật nếu là thật dám không nói một lời khai chiến bọn hắn coi như chém giết giang giật Yêu hậu thủy u lan mấy người cũng không thể nói được gì. Dù sao giang giật chủ động công kích, giang giật không phải người ngu, sở dĩ hắn không có mạo muội khai chiến, đứng tại bực này đợi hạ đình uy ra, giờ phút này cũng cười lạnh nói, hạ đình uy, không nghĩ tới ngươi vô sỉ như vậy ác nhân cáo trạng trước có loại làm, không có loại thừa nhận các người cấu kết liễu ngọc mưu hại ân sư của ta gia cát thanh vân, hôm nay không đem thủ phạm giao ra, đừng trách ta giang giật huyết tẩy vương thành. Xoạt, toàn thành xôn xao, gia cát thanh vân bị giết sự tình sớm đã truyền khắp toàn thành nhưng người bình thường thật đúng là không có tư cách biết rõ sự tình kỹ càng đi qua liễu ngọc vào thành sự tình cũng không thể mà biết giang giật chớ có ngậm máu phun người hạ đình uy giận tím mặt quát khẽ ra các viện trưởng chấm một mực kính nể như thế nào lại ra hại hắn lại nói lâm công công cùng biệt ly một mực tại thành nội toàn thành văn võ có thể làm chứng ngoại trừ bọn hắn ai có năng lực chém giết ra các tiền bối người ăn nói bừa bãi tại chấm quốc gia sông loạn loạn giết giờ phút này còn dám tại cái này kêu gào hôm nay không cho thuyết pháp, coi như yêu hậu cùng thủy quan chủ che chở ngươi, chấm cũng nhất định phải chém giết ngươi. Ha 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 ha, Giang giật ngửa mặt lên trời cười như điên, đầu đầy tóc đỏ lăng không cuồng vũ, trên thân đều là sát khí, trong tay hắn hỏa long kiếm xa xa chỉ một cái, quát lớn, lâm thái giám cùng Giang biệt ly có hay không tại thành nội, sợ là chỉ có lão thiên biết rõ, người của ngươi làm chứng ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Ta chỉ hỏi ngươi, vì sao tề viện trưởng bọn người truy sát Liễu Ngọc, một đường đều có người ngăn cản vì sao Liễu Ngọc tại thần võ quốc xông loạn, các người không bắt lấy hắn vì sao Liễu Ngọc có thể nhẹ nhõm tiến vào thần binh thành thần binh thành thành chủ không chỉ có thả hắn rời đi, còn ra tay ngăn giết tề viện trưởng bọn người vì sao giờ phút này Liễu Ngọc có thể nhẹ nhõm tiến vào vương thành vì sao trấn thủ nam thành môn thống lĩnh hội tự sát hạ đình uy, bất nói nhiều lời, một câu giao không giao người, không giao người ta cần phải khai giết. Các các chương 440, Giang giật nhận lấy cái chết. Hạ Đình Huy không ai có thể kết giao, bởi vì giờ khắc này Thái Sử Tướng quân còn không có tìm tới Liễu Ngọc, coi như tìm được hắn cũng sẽ không giao. Nói đùa cái gì, Giang Giật tính là thứ gì hắn nói giao người tựu giao người đây không phải là đại biểu thần võ quốc sợ Giang Giật làm thiên tinh đại lục đệ nhất các nước chư hầu, việc này truyền đi thần võ quốc sẽ bị người trong thiên hạ chê cười, hắn Hạ Đình Huy tích lũy nhiều năm uy vọng cũng sẽ xuống đến điểm thấp nhất. Giang Giật nội tâm có khí, cho nên nói chuyện có chút sông hạ đình uy dứt khoát cũng không giải thích hắn yêu cầu chuyện bởi vì hắn cũng không có cách nào giải thích hắn cười lạnh nói ra ha 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 muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do gian giật người càng như thế ngang ngược tới đi Người muốn chiến chúng ta liền ứng chiến nhìn xem ta thần võ quốc nhi nữ sẽ hay không e ngại ngươi một cái bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa ngỗ nghịch con bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa ha 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 gian giật triệt để nổi giận cũng không muốn lại nói nhảm một câu không phải hạ đình uy cướp đoạt vốn thuộc về hắn chấn hồn thảo hắn hội bất trung không phải giang biệt ly dạng ngày phụ thân hắn hội bất hiếu bất nhân bất nghĩa càng là buồn cười lập tức hắn quát khẽ một tiếng yêu vương mở cho ta giết chỉ cần không phải bình dân dám can đảm công kích ngươi giết chết bất luận tội nói giang giật một cái thuấn di thối lui đến ngàn trượng bên ngoài thành không gian bên ngoài chỗ bên trong nhai tí thú ngửa mặt lên trời một tiếng hét lên trên thân khí thức cuồng bạo chấn động gây nên không gian đều một cơn chấn động trên đầu như một đoàn nhảy lên hỏa diễm độc giác quang mang lấp lánh một đạo quang trụ mà đi mục tiêu rõ ràng là hạ đình uy nhai tí thú cũng là không có cách nào phù thần đưa nó để lại cho giang giật tàn hồn biến mất trước nói cho nó biết giống như đời này nghĩ đột phá yêu đế chỉ có toàn tâm toàn ý đi theo giang giật nghe theo mệnh lệnh của hắn yêu vương đối vu thần tin tưởng vững chắc không nghi ngờ mà lại nó nguyên bản có chút xem thường giang giật cùng giang giật ở chung được một đoạn thời gian cũng âm thầm khuất phục không nói thân phận thần bí Giang Tiểu Nô, liền nói Giang giật tại thế giới dưới lòng đất biểu hiện, cũng đáng được nó liều chết hiệu chung. Bệ hạ mau lui lại, lâm lão thái giám còng xuống cõng đột nhiên đứng thẳng, thân thể cũng bộc phát ra dọa người khí tức, hai chân tại hắc long trên lưng một điểm, thân thể bay vọt lên, khổng lồ cự lực đem hắc long trực tiếp đạp bay, cũng đúng lúc để hạ đình uy tránh thoát cái kia đạo kinh khủng cột sáng màu trắng. Xuy suy cột sáng màu trắng phá không mà đi, cuối cùng bắn chúng thành bắc Vương cung một tòa cao lớn cung điện, một đạo nổ thật to âm thanh bên trong, cả tòa cung điện chia năm xẻ bảy, đầy trời đá vụn bắn ra, một cỗ đám mây hình nấm phóng lên tận trời, toàn bộ vương thành tại thời khắc này tựa hồ cũng tại lay động. Nhiệt xúc, có loại chúng ta bầu trời đánh, Lâm Thái giám nồng đậm sát cơ khóa chặt nhai tí thú, trong mắt đều là khiêu khích chi sắc, nhai tí thú vốn định thẳng đến hạ đình uy mà đi, bị ánh mắt này thật sâu chọc giận. Mà lại nó tựa hồ cũng không dám loạn giết bình dân, nếu không gây nên nhân loại công phẫn đến lúc đó liên thủ truy sát nó cuối cùng nó cũng sẽ rất thảm nó con ngươi nhất chuyển hướng giang giật liếc nhau một cái ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng hướng bầu trời lâm lão thái giám mà đi khạc khạc nhiệt xúc mặc dù ngươi là đỉnh phong yêu vương nhưng còn không thể hóa hình sở dĩ ngươi vẫn là một cái xúc sinh hôm nay bản công công để ngươi xúc sinh này có đến mà không có về lâm lão thái giám âm hiểm cười hai tiếng thân thể hướng bầu trời mà đi rất nhanh hóa thành một đạo điểm đen lên vạn lý không trung nhai tí thú toàn thân tựa như một đoàn lưu động hỏa diễm, nổi giận đại hống truy sát mà đi. Cho chấm cầm xuống cái này nghịch tặc đầu người, Hạ Đình Uy trầm hống một tiếng, bên người Hắc Long toàn bộ gào thét mà đi, những này Hắc Long đều là tam giai đỉnh phong yêu thú, phía trên võ giả cũng là thần du đỉnh phong võ giả, tách ra thành hình quạt hướng giang giật vây giết mà đi, còn không có tới gần đầy trời nguyên lực công kích tựu gào thét mà đi. Hạ Đình Uy lại dám lấy thân mạo hiểm, ta thần du đỉnh phong vô địch, hắn không sợ ta thuấn gì đi qua chém giết hắn. Giang giật không có lập tức động thủ, mà là con người lấp lóe đều là kinh nghi, lão thái giám thực lực so ra kém yêu vương, cũng dám ước chiến làm thái giám chẳng lẽ không phải thủ vệ tại hạ đình uy bên người. Giang biệt ly giờ phút này lại tại cái nào? Chẳng lẽ không tại vương thành hay là giờ phút này chính tiềm phục tại phía dưới, chuẩn bị một kích chém giết hắn? Suy suy, đầy trời nguyên lực công kích đã gào thét mà đến, Giang giật không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, như là đã khai chiến, hắn cũng không có đường lui, hôm nay nhất định phải chém giết Hạ Đình Uy cùng Lâm lão thái giám. Còn như hậu quả, đi mẹ nhà hắn hậu quả, Giang giật con ngươi lạnh xuống, giờ khắc này nội tâm của hắn trước nay chưa từng có kiên định, coi như Giang Biệt Ly tới, dám động thủ, hắn cũng tất nhiên sẽ đánh trả, Giang Biệt Ly không nhận hắn đứa con trai này, hắn vì sao còn muốn đem hắn làm cha. Ông, hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, một cái thuấn gì đi không chung, một đôi mắt biến thành huyết hồng sắc, kinh khủng sát khí đổ xuống mà ra, chân áp không trung hắc long cùng thần du cường giả. Phong hóa ngàn vạn, hắn khẽ quát một tiếng, trực tiếp dùng công kích mạnh nhất. Hắn khai chiến chưa từng giống như những người khác, người một chiêu ta một chiêu đến, trước dùng cấp thấp nhất phó kỹ, cuối cùng mới dùng sát chiêu, kia là ngớ ngẩn chiến đấu thủ pháp, cao thủ chân chính so chiêu, vừa đối mặt phân sinh tử, cái nào tha cho người chậm rãi ra chiêu. Suy suy, mấy vạn tiểu hỏa long gào thét mà đi, đừng nói phía trước hai đầu hắc long cùng hắc long bên trên mười mấy tên thần du cường giả bị chấn áp coi như không bị chấn áp sợ cũng khó có thể ngăn cản như thế cuồng bạo công kích a à đây chính là trung giai đạo văn công kích phanh, phanh 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 bầu trời tỏa ra hai cái to lớn pháo hoa huyết vụ đầy trời phiêu tán rơi rụng hai đầu to lớn hắc long cùng kia mười mấy tên thần du đỉnh phong võ giả bị tạc thành thịt nát bầu trời hạ xuống thịt mưa chân cụt tay đứt nội tạng bay đầy trời kia kinh khủng tràng cảnh làm người ta cả đời khó quên nhìn một chút đều nghĩ buồn nôn. Tê tê, toàn bộ người bị hù dọa, xa xa hạ đình uy sắc mặt dây lát biến, hắn lại thay đổi hắc long nhanh chóng hướng vương cung bay đi. Bốn phía rất nhiều võ giả liều chết hướng giang giật bên này bắn ra nguyên lực công kích, các loại đạo văn công kích, ý đồ đánh chúng hắn, ngăn lại hắn. Còn muốn trốn, giang giật cười lạnh một tiếng, dù sao hắn cũng muốn không ngừng tránh né bốn phía nguyên lực công kích, lập tức trực tiếp một cái xa nhất khoảng cách thuấn di, ra hạ đỉnh uy phía trước hơn 10 trường sát lục chân ý bao phủ phía dưới, hắc long lập tức không bay được, đầy mắt hoảng sợ bỗng nhiên giữa không trung, hạ đình uy cũng trong con người đều là hoảng sợ, nghĩ kêu cứu tựa hồ cũng không thể. Bệ hạ, vô số cường giả quát lớn, điên cuồng hướng bên này bay tới, đồng thời vương cung phương hướng một đạo khí tức cực lớn dâng lên, một đạo hắc ảnh mà đến, giang giật bên tai cũng vang lên một đạo truyền âm, cẩn thận. Giang biệt ly rốt cục xuất hiện, cẩn thận để ai cẩn thận, giang giật sướng sờ, trong tay động tác lại nghiêm túc, hỏa long kiếm đột nhiên hướng phía trước bổ ra, mấy vạn tiểu hỏa long gào thét mà đi, bắn thẳng đến Hạ Đình Huy. Ông, để giang giật càng thêm mơ hồ sự tình phát sinh, Hạ Đình Huy giờ khắc này đột nhiên cười, bên cạnh hắn không gian cũng đột nhiên chấn động, tựa hồ còn có chút vạn vẹo sau đó một giây sau, Hạ Đình Huy thân thể đột một biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di không gian đạo văn không đúng. Hạ Đình Uy tại sát lục chân ý phía dưới sao có thể động chẳng lẽ Hạ Đình Uy đã đột phá kim cương cảnh. Giang giật giờ khắc này giật mình tỉnh lại, Giang biệt ly câu kia cẩn thận cũng không phải là bắn tên không đích, mà là tại nhắc nhở hắn cẩn thận Hạ Đình Uy. Sát lục chân ý có thể nhẹ nhóm chân áp thần du cường giả tối đỉnh, Hạ Đình Uy lại có thể động còn có thể biến mất trên không trung. Hắn nhất định cảm mộ cực kỳ cao thâm không gian đạo văn, nói một cách khác Hạ Đình Uy tuyệt đối đã đột phá kim cương cảnh. Khó trách lâm lão thái giám yên tâm như vậy lưu lại Hạ Đình Uy ước chiến nhai tí thú cũng là cố ý cho cơ hội, để hắn đến công kích Hạ Đình Uy vừa rồi Hạ Đình Uy lộ ra hoảng sợ cùng cố ý đảo vong hết thảy đều là giả tượng, Hạ Đình Huy liền đợi đến Giang Giật tới. Đi, Giang Giật trên thân sáng lên bạch quang, lập tức thuấn di. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu hắn uổng phí một cái đại thủ trưởng, đột một theo trong hư không xuất hiện, đột nhiên vỗ, nương theo lấy cái này vô hình một trường, tầng không gian tầng chấn động, Giang Giật tại thời khắc này không chỉ có không có cách nào thuấn di, mà lại cả người đều tại không gian kỳ dị chấn động bên trong không có cách nào ổn định thân thể, tựa như một chiếc thuyền nhỏ đang sóng lớn cự lãng bên trong chập trờn. Ha ha ha, giang giật, nhận lấy cái chết. Hạ đình uy thân thể theo trong hư không vụt xuất hiện, một cái đại thủ trưởng không ngừng tại giang giật đôi mắt bên trong phóng đại, kia đại thủ trưởng bên trên quang mang lấp lánh, khi tức dọa người, cũng cảm giác một tòa cự đại sơn mạch đè xuống, muốn đem giang giật triển thành toái bùn. chương 441, nghịch chuyển, Ây, toàn trường chấn kinh ngạc, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia khí tức dọa người, So Lâm lão thái giám còn muốn cường đại hơn nhiều Hạ Đình Uy, đều cảm giác như vậy lạ lắm, đây là bọn hắn quốc chủ sao? Hạ Đình Uy cho tới nay thực lực đều chỉ có thần du cảnh tứ ngũ trọng, đột nhiên bạo phát đi ra thực lực, tổng cộng đến kim cương cảnh đồng thời xem tình huống vẫn là kim cương cảnh ngũ trọng trở lên. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ Hạ Đình Uy có thể che giấu người trong thiên hạ, không phải lần này giang giật đánh vào vương thành sợ là còn sẽ không bại lộ a. À. Một cái võ giả, tại hơn 10 năm trước thậm chí có thể hơn 20 năm trước liền đã đột phá kim cương cảnh. Hắn nhưng không có đắc chí, cũng không có tuyên cáo thiên hạ, tiếp nhận vạn dân chúc mừng kính ngưỡng. Hắn lựa chọn giấu giếm, tự ngay cả mình thê tử nhi tử, tin cậy nhất thần tử đều che giấu, nếu không sớm nên có tiếng gió chuyển tới. Nếu như là hơn 20 năm trước, Hạ Đình Huy khi đó cũng còn không có kế thừa vương vị, vẫn là thái tử, tuổi tác cũng không đến 30, chính là hăng hái, tuổi trẻ khinh cuồng niên kỳ. Ngẫm lại một cái thái tử, sẽ vinh đăng đại bảo, lại đột phá kim cương cảnh, cái này truyền đi hạ đình uy tuyệt đối phải uy chấn đại lục. Đổi lại bất cứ người nào đều sẽ lựa chọn công bố thiên hạ, dạng này vương vị của hắn không chỉ có hội vững như Thái Sơn, thần võ quốc uy danh cũng sẽ đại chấn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại lựa chọn ẩn nhẫn, một nhẫn liền là mười mấy hai mươi năm. Mọi người ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run, hạ đình uy rất có thể nhịn, hắn dạng này ẩn nhẫn là vì cái gì chẳng lẽ hắn liền vì hôm nay giờ khác này hoặc là hơn 10-20 năm trước tụ hữu tâm nhất thống đại lục, sở dĩ một lòng ẩn nhẫn, chuẩn bị tại tối hậu quan đầu đột nhiên hạ sát thủ xây kỳ công nhưng ở giờ khác này lại bị giang giật làm cho không có biện pháp. Bất kể như thế nào, giờ khác này hạ đình uy, tại rất nhiều trong lòng người đều cảm giác trước nay chưa từng có kinh khủng, cũng cảm giác giống như là một cái hất lên ra người ngàn niên lão ma, ánh mắt nhìn hắn cảm giác như vậy lạ lắm, như vậy làm lòng người sợ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người hưng phấn lên, trong mắt đều là cuồng nhiệt, có được dạng này một vị cường đại chủ tử, thần võ quốc kim cương cường giả đem đạt tới ba cái. Hạ Đình Huy đã có thể ngay cả mình thực lực đều có thể giấu giếm, trên người hắn còn có bao nhiêu át chủ bài ai có thể biết rõ. Đi theo dạng này một cái chủ tử, thần võ quốc tiền đồ khẳng định Huy Hoàng, có lẽ. Thần võ quốc đem rất có thể biến thành thần võ Hoàng Triều. Hưu, Giang Biệt Ly như một đạo như thiểm điện mà đến, trong mắt đều là xoắn suýt, một bên là quân, một bên là con ruột, hắn tình thế khó xử. Giờ phút này hắn cũng lộn xộn, chỉ là mờ mịt bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên này vào tới, còn như xông lại sau làm như vậy hắn còn chưa nghĩ ra. Biệt ly, đừng để chấm thất vọng, chấm nghĩ ngươi làm vạn cổ đệ nhất thần, cũng nhớ người bọn họ giang ra thế hệ vĩnh xương. Một đạo truyền âm vang lên, giang biệt ly thân thể run lên, dừng lại, trong mắt đều là thống khổ. Hạ đình uy đánh chúng vào hắn uy hiếp, thật sự là hắn muốn làm vạn cổ đệ nhất thần, trọng yếu nhất chính là Hạ Đình Huy nói tới Giang Gia. Giang Gia ở trên vùng đất này đặt chân vạn năm, Giang Gia trực hệ tử đệ tử có hơn nghìn người, chi thứ tăng thêm phụ thuộc Giang Gia tộc nhân càng đạt tới mấy vạn, hắn dám ra tay ngăn cản Hạ Đình Huy đánh giết Giang Giật, Giang Gia mấy vạn người đem sẽ thay Giang Giật đi chết. Hắn là Giang Giật phụ thân, hắn càng là Giang Gia tộc trưởng. Hạ Đình Huy một trưởng vỗ dưới, không gian chấn động đến càng phát ra lợi hại, mà lại chấn động biên độ đặc biệt lớn, Giang Giật tự như cự lãng bên trong lục bình, chỉ có thể ở không trung đi theo phiêu diêu, đừng nói thuấn di tựu ngay cả công kích đều rất khó phát ra, bởi vì hắn căn bản không có cách nào khóa chặt hạ đình uy. Mặc dù như thế, hắn cũng không có nửa điểm kinh hoàng, mà là quét xa xa giang biệt ly, nhìn thấy hắn điên cuồng vào tới lại đột nhiên bỗng nhiên giữa không trung, đầy mắt thống khổ nhìn lấy mình, giờ khắc này nội tâm của hắn có chút ấm áp, huyết tan trong nước, giang biệt ly vẫn không tính là phát rổ, nội tâm cũng vẫn là có hắn đứa con trai này. Sở dĩ hắn nhếch miệng cười, cười đến rất chân thành, sau đó nhắm mắt lại, tựa hồ chuẩn bị chờ chết. Chết, Hạ Đình Huy đại thủ trưởng rất nhanh chụp lại, trong mắt đều là hưng phấn, ẩn nhẫn mấy chục năm, tựa là giờ khắc này nhất minh kinh nhân A. Giang giật thực lực tiến bộ chỗ quá nhanh quá nhanh, vẫn là hạ gia tử địch, tiếp tục cho hắn phát triển tiếp, hắn tất cả cơ nghiệp đều sẽ hủy ở giang giật trong tay, sở dĩ hắn không có sớm hạ lệnh truy nã liễu ngọc, kỳ thật nội tâm liền là khát vọng giờ khắc này. Hắn nhìn thấy giang giật nhắm mắt chờ chết, Giang Biệt Ly ở phía xa không dám tới, nhai tí thú còn tại không chung cùng lâm lão thái giám tử chiến, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, khóe miệng của hắn tàn cười cũng càng thêm rực rỡ. Nhưng mà, ngay một khắc này, Giang giật lần nữa nhếch miệng cười, đôi mắt đột nhiên mở ra, như hai đạo kiểu lưới kiếm sắc bén nhìn về phía Hạ Đình Uy, cái sau phân biệt trong mắt hắn nhìn thấy một tia trào phúng. Không được, Hạ Đình Uy nội tâm một lộp bộp, cảm thấy nguy hiểm chí mạng, nhưng hắn kịp phản ứng đã muộn. Giang giật xong trường phát sáng lên, đột nhiên hướng lên trên uổng phí cuồng đập mười mấy trường, một mảnh hỏa diễm theo trong lòng bàn tay hắn ngưng hiện, hóa thành một mảnh biển lửa hướng hắn gào thét mà tới. Cái này hỏa diễm thành màu xanh nhạt, mỗi một đoàn trong ngọn lửa đều tựa như có một đầu thần long tại xoay quanh du tẩu, cái này hỏa diễm nhiệt độ dị thường cao, cao đến vừa xuất hiện Hạ Đình Uy cũng cảm giác thân thể muốn bốc cháy lên. Hắn không có cách nào khóa chặt Hạ Đình Uy, nhưng giờ phút này căn bản không cần khóa chặt. Đây không phải nguyên lực công kích, đây là sự thực hỏa diễm, Cực kỳ khủng bố hỏa diễm. Hạ Đình uy dọa đến hồn phi phách tán, nếu như là nguyên lực công kích hoặc là đạo văn công kích hắn đều có biện pháp đánh sơ xác, nhưng đây là thiên địa kỳ hỏa, vẫn là một kinh khủng dị thường kỳ hỏa. Công kích của hắn hẳn là vô hiệu, hỏa diễm một khi cận thân, coi như hắn nhục thể mạnh hơn, cũng sẽ bị đốt thành hư vô. Bàn tay của hắn trên không trung lắc một cái, dùng hắn làm trung tâm giữa không trung